quần, hồng trang 1 quần, bích trần 2. Dạ vâng. Ba cái nữa. Đoan trang vỏ 1, giấy hàng ngân thêm 1, xiêm thi 2 cái trang số. Ủa có số rồi. Hàng Lê Thị Hằng 1. Từ từ. Nhung Dương 2, có một màu. Ủa, hả chị? Nhung rồi mà. Ai biết thấy gì nữa? Kêu một lần thôi, Nhung Dương có rồi. Một màu chị. Cô Giang Tiên Đỗ thêm 2, Duyên Võ Hà Hoàng thêm 2. Cái quần này á, đưa một cái mẫu này. Nó có một màu thôi mới bán, người ta mới bán rẻ cho mình giá đó. Chứ mà quần mà đủ màu đồ này kia mai kỹ lắm. Mấy chị mà nhà mai đi, mấy chị mà biết mai đồ á, mấy chị nhìn mấy chị biết mà. Thường mấy cái hàng mà may ẩu đâu có may được vậy. Nè, em đang mặc luôn, mặc tới đâu dạng tới đó. Eo nó chưa, mới đặt mà. Có lần hè, tại chị nhớ chị đọc. Đây đây, quần là mặc với quần ngố, hoặc là áo thun vậy cũng được. Nói chung mặc, đây là dạng quần ngố đó. Nè, đây dạng quần ngố nha. Mình người của mình tới đâu nó dạng tới đó. Cái túi rất là tàu. Eo của mình là eo nhỏ cũng được. Eo từ 65 cho tới 94 luôn. Mong là bình thường vậy nó giãn ra cho tới 101 luôn. Nói chung là siêu co giãn, mặt rất là mát luôn. Bán tương tác, bán tặng mấy chị chỉ có 25.000 đồng quần thôi. Đó, mình ghi quần kèm số lượng thôi. Cái này là bán cho mấy chị là kèm số lượng thôi. Đó, quần kèm số lượng thôi nha. Lấy chị nào mà lấy cái thì mua thêm. Bổ não không có, không Diễm ơi. Chị Tiết Kiều thêm 3 quần nữa. Mua cho bạn bè, người nhà mặc cũng được. Nói chung cái quần này mặc sướng dữ lắm. Em là chắc em lấy 5 quần thay đổi với tại máu thun nhiều lắm. Nè, gái em mặc cũng được, gái lớn em mặc cũng được. Còn tại quần thun rất là dễ mặc. Vải mềm co giãn, quần này mát dữ lắm. Lê Hằng 2 cái, Trần Xuyên 2. Áo nón còn, nhưng mà còn màu sáng tí. Nguyễn Thúy 2, Ngọc Mai thêm 2 quần. Thêm đi. Em nói em bán tương tác 25.000 quần mà 25.000 quần chưa đủ tiền vải nữa, nói chi tiền mai chị. Châu Trần 1 quần. Chị Thoa thêm 10. Bông Phạm 2, muốn thêm hàng nha chị. Trúc Nguyễn 1. Bảo Ngọc thêm 2. Chị Ngô Mừng 4. Hạnh Nhân 1. Hải Minh 1. Rồi hết quần. Hồi nãy đem đâu hải nữa mà. Từ từ. Đây à, ai có Hải Minh. Hải Minh thật là xíu. Quẩy đây không? Hồi nãy đem ra mở. Rồi, yêu một Yên Châu Đặng, Yên Châu Đặng 1. Nguyễn Thị Ngọc Linh thêm 1, Thanh Nhi 1. 70 cái đôi giày mặc vừa. Yên Châu Đặng rồi phải không? Dương Ngọc Trần 4. Rồi. Lấy thêm quần nữa không? Còn mấy quần à? Rồi còn 20 quần cuối cùng. Còn 20 quần cuối cùng, hai cái đó để cho chị. Hai cái đó để riêng cho chị Dương Dương. Để lên. Không, cái đó đó, cái trên đùi em á. Ừ. Hai thôi. Rồi. Cái này nó ba rồi. Thêm 2 Duyên Võ Hà Hoàng. Rồi còn 19 cái quần nữa là hết. Còn 19 cái quần nữa là hết mấy chị nha. 25.000 quần. Mình mặc tới đâu nó giãn ra tới đó, chắc nó mềm đã lắm. Nói chung là về phó giáo thùng mặc cho đã mấy chị. Trời ơi. Đẹp rẻ, đẹp rẻ là tới thôi. Rồi bây giờ là em lên cho mấy chị gì ta? Sữa rửa mặt cắm gạo đúng không ông Phạm? Đúng ok em nha. Sữa rửa mặt cắm gạo đúng thì ok nha. Thêm một để anh rồi. Thêm một quần Lê Hằng. Bánh quốc tăng sao chị? Sao chị ơi? Hai quần với set vớ Nguyễn Kim Thi. Quần resize từ 40 tới 70 kg luôn, đã chưa? Từ 40 tới 70 ký luôn. Quần rất là đẹp. Em đang mặc chiếc quần riêng nó trong người á mấy chị nè. Em mặc hai quần. Siêu co giãn. Mình mặc tới đâu nó giãn tới đó, chất rất là đã luôn. Chất rất là đã luôn. Túi mấy chị nhìn nè. Cái túi nó tới đây luôn. Mà 25.000 quần. Hai quần Cao Thảo Lý nè. Hai quần Trúc Ly. Chốt hết luôn mấy chị. Mấy chị rồi coi lại cái quần em là hết. Nói nghe nè, em còn cái túi đựng đồ em hết cho em luôn. Có một cái một. Em còn một cái túi đựng đồ 35.000. Chị nào lấy chốt cho em túi đựng đồ cái cuối cùng. Túi đựng đồ cái cuối cùng. Ba quần Thúy Trần. Mấy cái quần tây chị mới nhận chiều đẹp. Mơi ơi là mơi luôn. Em cảm ơn chị Tiết Kiều nha. Trời ơi. Ồ mà quần tây đẹp thiệt mà ba. Quý
nấu không như ý nguyện một. Để em đưa áo nấu cho coi nha. Dòng em đeo phải không? Trời ơi, bữa nay bán còn là đồ phụ kiện luôn không? Áo nấu hồi trưa em like là còn ba chồng, giá là 105.000 một cái. Hàng này của mình giá sỉ ở ngoài lời. Hai quần cho Nguyễn Nhi, tốn lên bán, hàng tỷ đang bán là 125-135.000. Em bán là 105 nha. Hàng này thì đẹp khỏi bàn, nhưng mà những cái màu tối là người ta mua hồi trưa hết rồi nha. Màu sáng sáng người ta cũng mua hết hồi trưa. Váy chống nắng có luôn. Váy chống nắng của em là hàng chống được 99% tia UV luôn. Chị Tân không? Màu đen tao mua hết rồi, màu tối là người ta mua hết rồi. Bây giờ là chỉ còn mấy cái màu này thôi, để đưa cho coi. Nó sai ba sai chị rồi. Tây Nam còn á chứ. Mà từ từ, Tây Nam từ đầu lai tới giờ tao bị ngán mấy chị. Chứ đâu có phải là mình cứ lên hoài vậy ta. Đây là cái áo mà em mặc hồi trưa. Size 4 là size 65 cho tới là 85, cao 90kg luôn. Đo ngang được 66 nha. Hàng này là mấy chị phải mặc cái kiểu rộng hoodie á. Có túi đây nè, số 4. Còn nếu mà nam cao quá thì nếu mà có 50 mấy mà cao 1m8 hay 1m75 thì mấy chị cũng lấy 4 cho nó thoải mái. Chất rất là đã, chất mịn đẹp xuất sắc luôn. Nè, hàng này là hàng mặt mát. Cái nón của mình nè, ba quần Trần Kim Tuyền. Chốt hết quần cho gọn hả? Còn nhiêu quần lấy hết kìa. 50 á. 50, 1, 2, 3. Ủa chứ sao nó còn 2 cột? Hai cột. Hồi nãy nói còn 2 cột. Còn thì quần kia nè, 5 nè. Chị thêm nhiêu chị nói nha, trời 6, 7 luôn. Em tưởng đâu nói còn 2 cục. Hù hù. Lên mã cho em là 4 tím, 105.000. Màu hồng này là màu hồng trai gái mặc được. Áo này là kiểu trai gái mặc được. Em bán số 2, số 4. 65kg đổ về mặc số 2. 65-85kg là mặc số 3. Số 4. Rồi hồng. Cái bao nó giữ lại em. Mấy cái bao kia nhé đâu được. Hồng 4. Hồng 4. Hồng 2. Hồng 2 thường là trai mặc 4, nữ mặc 2 vậy á. Trai mặc số 4, nữ mặc số 2 thường là vậy nè. Hồng 4, hồng 2. Hồng 4, hồng 2. 4 tím Nguyễn Kim Hải. Hồi trưa em bán hồng 4 thanh nhàn. Màu xanh lá rồi hết trơn rồi. Giờ là em đưa chị nào mà thích cái màu đó chốt nha. Cái này thì trai gái gì mặc được hết. Trai hay gái gì cũng được hết. Mà hàng cao cấp chứ không phải loại mà rẻ nóng đâu mấy chị nha. Hàng này mấy chị mặc 4 mùa, mùa hè nóng bức mình mặc được luôn. Trời ơi đẹp chưa? Cam nha. Cam 4 nè. Cam 4 chất đã lắm. Hồng chữ số 4. Hồng chữ số 4. Cam 4, hồng chữ số 4. Dòng nổi tiếng nha. Từ từ em đưa cho. Màu rút. Màu rút số 2. Rút 2 nè. Đó, rút số 2. Rồi cam chữ số 456. Cam chữ số 4. Cam chữ số 4. Màu nu. Nu này 4 hay sao? Nu 4 luôn. Màu nu số 4, 105.000 nha. Chứ còn màu này là hết rồi. Màu này là xong. Màu này là kêu màu rút luôn á. Nhưng mà nó khác, rút kia khác. Màu này là màu cuối cùng rồi. Nu 4. Nu 4 cho Hằng Nguyễn. Rồi lên rút. Rút chữ nha. Rút chữ giùm em đi. Trai gái gì mặc được hết. Rút chữ số 4. Rút chữ 4. Rút chữ 2. Rút chữ 2 với 4. Số 2 còn 2 cái, số 4 còn 3 cái. Rồi màu hồng nhạt. Số 4 nữa là hết. Hồng nhạt 4 là hết. Mấy màu kia hồi trưa ta mua hết. Hồng nhạt 4 là hết. Đẹp chưa? Áo này mấy chị mặc động động đẹp. Hồng nhạt 4 là hết. Rồi dòng em đeo bây giờ là em phải đeo từng cái cho mấy chị coi chứ đeo hết vậy nó không có đẹp. Mấy chị mua cái loại 39.000 trước cho em. Cái này mấy chị nhớ nó là đá cẩm thạch. Rút chữ 4 cho Nguyễn Kim Hải. Nó là đá cẩm thạch. Nè, ủa lộn, nó là đá mã não, cẩm thạch là vậy nha. Nó là đá mã não. Nó là đá mã não nha. Cái này là mã nè. Đó rồi con tỳ hưu nè. Đây là con tỳ hưu. Giá là 39.000, cái này mã của em like lúc đầu luôn là mã tỳ hưu. Đây. Đây là mã tỳ hưu. Nó
có co giãn, giá 39.000. Cái này là đá mã não màu trắng đó, cái này ai đeo cũng được hết. Cái này mấy chị chốt cho em mã là tỳ hưu, đây là mã tỳ hưu, rất là đẹp luôn. Cái này là mã tỳ hưu, mã tỳ hưu. Tỳ hưu là mang đến may mắn, tài lộc, tại vì tỳ hưu là nó chỉ có vô thôi, nó không ra, nó không có hậu môn, cho nên là nó chỉ có vô thôi, không có ra, may mắn tài lộc tới. Đây là mã tỳ hưu, đây là mã tỳ hưu nha. Món quà mấy chị, mấy chị sắp tới 8 tháng 3 nè, hay là lễ gì đó mấy chị có thể mua nha, mua để làm quà đó. Đây là mã tỳ hưu. Còn đây, đây là ví dụ như mệnh hỏa nè, mệnh hỏa đi, thì mấy chị có thể lấy hồng hoặc là màu đỏ cam này, da màu xanh hả, lấy màu xanh đỏ cam. Còn nếu mà mà kim thì lấy kim thì trắng, tùy hưu hoa luôn. Thổ thì có thể là màu cam, thủy là màu xanh, màu trắng, nói chung là tùy theo cái con mấy chị muốn lấy nào lấy. Đây là màu hồng, hồng này là hồng nhạt, hồng rất là đẹp luôn. Cái này là hồng, mã cho em là hồng. Còn này là xanh, xanh đẹp dễ sợ. Đây là xanh, đây là xanh, hồng xanh. Cái này là màu đỏ kem, nó đeo ngược quay trà, phải mở nhân lên đỏ kem nè, 39.000 nha. Xanh này bán luôn, bán live stream là bán vậy đó. Rồi trắng luôn, trắng đẹp chưa, màu trắng. Tỳ hưu ngọc mai, tỳ hưu là có một màu đó thôi nha, em đưa đầu tiên luôn. Còn đá thì mấy chị chốt cho em là đá mà não thì sẽ có là trắng nè, trắng nè, đỏ cam nè, xanh và hồng, trắng đỏ cam xanh và hồng. Cái này dễ đeo lắm, nó là có thun co giãn ha. Rồi cái này là mã tỳ hưu, cái này là mã tỳ hưu. Rồi tiếp theo là cái dòng, cái dòng Panora em bán có 59.000 à, mã bạc cho mấy chị mà con em nó đeo 1 năm rồi em không thấy bị cái gì luôn, thậm chí rửa nước ầm ầm luôn không đá nhau. Xanh rồi đã lấy hàng có rồi nha, lấy thêm ghi thêm nè. Cái này thì đeo dễ lắm, vậy nè, đeo rất là dễ, đeo lên rất là đẹp luôn. Đây mấy chị có thể mua làm quà hoặc là mấy chị đeo dễ thương lắm. Đây cái dòng Panora mã 59, cho em mã 59 là được, rất là đẹp mấy chị nha. Nè, mã 59 là lấy cái dòng này, tùy hưu cho ti lê nè đó. Mã 59, 59 trên thị tuần vi, mã 59 cực dễ thương luôn đó, mà đeo lên nó dài dài đó. Mã 59 đó, tay lên đẹp vậy ha, 59 hoa luôn, cực dễ thương, tùy hưu huyền nguyễn. Rồi lấy nào cái chốt nha, 3959 này nha, 3959 đẹp quá mấy chị. Ủa em đeo phải đeo quần dày bộ bộ vậy. Rồi tiếp theo bây giờ là em lên, em lên cái máy chống nắng được có mấy chục cái à, em lên máy chống nắng luôn. Máy chống nắng của mình là chống được tác hại của tia nắng, tia cực tím được 99%. Em quan gì máy quay quan máy nắng với chị. 59 cho Thu Hà Phan Vũ. Ở trong nắng đâu có nhiều cải đâu, bỏ qua. Thả like thả tim chấm bài tương tác giùm em, cho em thấy mấy chị đang coi livestream nè. Tỳ hưu bông phấn. Thả like thả tim chấm bài tương tác cho em thấy là mình đang coi livestream nha. Tương tác cho dễ mua hàng đó mấy chị. Em thấy nhiều chị nhắn tin á, nói là không có thấy cái em like, không có thấy cái Facebook của em, có khả năng là mình bị mất tương tác cho nên là không thấy luôn mấy chị. Cho mấy chị nhớ là tương tác với em nha, bấm theo dõi trang của em để không có bị lỡ một cái like nào hết. Tại vì bên em là hàng mới về mỗi ngày, mà lâu lâu sẽ có chương trình sale rất là nhiều sản phẩm với giá siêu rẻ, siêu hấp dẫn. Rồi cái váy chống nắng của mình là hàng cao cấp, hàng cao cấp chứ không có bán hàng rẻ nha. Không nha, đeo 1 năm rồi không thấy đen. Mã 59 đeo có bị đen không? Có đen, không có đen, rửa nước luôn cũng không thấy đen, nói thiệt. Rồi em đưa cái máy nắng cho coi, hình như em có hình, để em đưa hình cho mấy chị coi, hình như em có hình của cái váy nắng này mà em không có đăng luôn. Rồi em xíu em kiếm hình, tại em tin chưa có tính like mà không like luôn đi. Đây ngăn 99,4% tia UV, làm mát vượt trội,
Đây là cái váy chống nắng nè. Đó, làm mát vượt trội luôn. Em gái mặc áo dễ thương quá. Cảm ơn chị Hồng, cảm ơn chị Phương Linh. Vớ có rồi nha. Áo em mới nay là 105, còn nha. Rồi cái chất này nè mấy chị. Đây, hàng này là hàng xuất đi Nhật nè. Rồi để em coi là váy nắng này. Đó, mình mặc là mình chỉ có dán vô thôi. Cho nên là nhiều ký cũng được. Ha, nhiều ký cũng được luôn. Nó có túi nữa mấy chị, nó có túi nè. Nó có túi nữa nha. Bao nhiêu ký cũng được, tại dạng dán đó. Mình đi xe đi đồ chống nắng cho mấy chị nha. Vớ cho Linh Mai nè. Rồi giá chỉ có bao nhiêu? 59.000. 59.000 một cái là giá rẻ nhất. Tại cái này em phải bán 65 mới được. Mà thôi, bán 59 luôn. Tại loại này loại xịn chứ không phải là cái loại rẻ mấy chị. Loại rẻ thì mình không bàn nha. Loại rẻ thì mình không bàn đâu. Hàng đẹp chất lượng mấy chị. Hàng đẹp chất lượng. Rồi lên mã cho em nha. Nè, chống nắng chống tiêu vời. Lên mã cho em váy xanh. Váy xanh em được ít lắm, có mấy chục cái tại người ta không có sale. Hàng này em hiếm có hàng sale lắm. Còn hàng rẻ thì mấy chị nói rẻ là rẻ lắm. Còn hàng này hàng mắc tiền. Váy xanh ngọc hàng vỏ thì nó luôn không. Xanh cho Quỳnh Thí Trường An. Còn hết qua đây cho chị cũng đi em. Xanh cho Thu Hà Phan Vũ. Xanh cho Kim Liên. Chú Dương quăng màu quá cho chị. Sao luôn nghe lại gì cái quần. Hết chưa gái. Lại quăng ý là quăng trong nắng. Quăng hết cho chị bán. Hết chưa. Còn cái màu xanh đen đằng đó là gì. Cái trên đầu đó. Trời ơi sao vậy. Trời ơi trời, em có mèo. Cậu này của em hay. Chị mình dán lại thôi. Chưa. Cho nên là ai cũng mặc được hết. Dán thôi. Em bỏ đi. Mấy chị ơi, mấy xanh rồi. Xanh Nguyễn Kim Yến. Xanh cho Mami. Phòng Bùi xanh. Xanh Hoàng Hằng. Nâu nè. Xanh Kim Chi. Chứ một lần thôi nha. Đổ Nga xanh. Đen luôn. Mấy chị này đừng có đỏ luôn nha. Mấy chị đừng có ngại đen. Lý do là chất liệu nó chống nắng 99.4%. Thì màu gì mà không chống nắng, màu đen nữa. Xanh cho Phương Trần. Màu đen, màu nâu. Đây nâu có hai cái à. Đen nè. Đây đẩy. Xanh bé bé. Khoan, chuyển qua đâu. Cái đó bỏ sao. Ủa. Đen. Xanh đen. Xanh Hồng Trang, Ngọc Nguyễn Xanh kèm số đi chị. Nâu cho Thanh Dương. Hết nâu. Ủa nâu còn cái nữa. Hồng cho Mami. Nâu còn, nâu còn. Nâu đây nè. Chất liệu chống nắng chống tiêu UV sẵn rồi, cho nên màu gì cũng lấy được hết, không có sợ. Màu xanh rồi phải không? Rồi xanh bích. Xanh bích nè, đen nè, hồng nè. Còn cái xanh đầu tiên là xanh này. Rồi. Ủa xanh đừng có đổi nha chị ơi, đừng đổi giùm em mấy chị ơi. Xanh bích có hai cái thôi. Mấy chị đổi thì em cũng lấy hàng được nha mấy chị nha, tại vì đổi lấy kia sao được mấy chị. Váy xanh cho Kim Liên. Ai vậy? Thu Hà Phan Vũ. Đổi đi. Đổi đi có sao không. Đổi hồng lên. Hồi nãy lấy gì. Lấy xanh. Lấy xanh, xả xanh lấy hồng. Đổi lần thôi, đổi nhiều quá là không có đổi luôn. Xanh đen. Tại một hồi đưa lên nữa cái là đổi nữa. Xanh cho Cao Thảo Lý. Xanh Diệu Hiền Phạm. Diệu Hiền Phan. Nâu Nguyễn Kim Hải. Xanh cho Nguyễn Kim Thi. Nâu Ngọc Hành Võ. Thúy Lan. Tụi là mình mua hàng phải kiên định xíu. Được rồi. Đọc màu chị nha. Hồng Đoan Trang Võ. Thu Hiền Phan Vũ. Xả cái váy xanh cho nha. Không em thì em cứ bỏ đi. Thấy Thu Hiền Phan Vũ đừng bỏ váy xanh cho nha. Xanh biển. Cái đen đó hả? Xám. Rồi hết. Xanh biển xám là hết mây. Xanh đen. Xanh đen Trần Thị Thu Hà. Hồng cho Bảo Quỳnh. Xanh biển với xám là hết màu. Có xanh đen của Thanh Dương. Ngọc Nguyễn thấy số 59.000. Hàng này là xanh hàng cao cấp. Trần Thị Thu Hòa. Mặt siêu mát. Chống nắng cái chất liệu của nó đã chống nắng 99.4%. Chống tiêu UV. Váy hồng Phương Thảo Trương. Cho nên màu gì cũng đã chống nắng. Xanh đen Nguyễn Xuân. Khi mà đi ra nắng là nó mát. Nó không có bị hồng mùi xả luôn. Cháy cái da. Nắng chiếu vô mà vẫn mát không có bị cháy da. Xanh đen cho Hằng Hạnh. Hồng Bùi là xả xanh lấy xanh đen. Lấy chống nắng xanh đen. Xanh đen cho Như Ngọc Trần. Thế
thấy không mùi tả không? Thấy nhưng mà anh rồi phải không? Anh là đẹp đang kêu thấy nè, xanh đen cho mam ơi. Đừng đổi nữa mấy chị, một người đổi kéo theo nhiều người đổi không bán hàng được. Đừng đổi nữa giùm em được không? Xanh bít về cái heo cái. Một người đổi được kéo theo người đổi một hồi quá trời người đổi luôn không bán hàng được mọi người. Không cảm cho em được không? Xanh biển cho chị hoa luôn. Không cảm cho em được không? Đâu có mấy cái à? Thêm đi, hai là thêm. Cái này là màu xám nè mấy chị. Một người đổi được mấy đổi được. Đó, rồi kéo theo quá trời người đổi ra em làm sao mấy chị? Khó làm việc quá. Xanh đen tiên ơi. Xanh đen nè. Xám anh đầu rồi. Cái này là cái mã đầu tiên á. Làm xanh đen hồng mùi. Rồi Hoàng Hằng ở đổi luôn hả chị trời? Đổi luôn kìa. Đổi cho chị là người cuối cùng đổi. Đừng đổi nữa. Hoàng Hằng lấy gì? Xanh đen. Người đen. Nào hay đổi không? Kêu đổi lần thôi ta chốt hàng. Hoàng Hằng đưa chị luôn nha. Rồi ngưng nha. Nha. Không có được đổi nữa. Mami xanh đen. Bán có 59 ngàn mấy bà. Xanh linh mai. Còn lấy một lần thôi nha. Xám. Đâu phải. Không phải Hoàng Hằng. Xám xanh ra. Một hồi em nhìn thấy cái tờ giấy là biết không? Cái tờ giấy nào đổi thì em để riêng ra cho nó biết. Cái tờ nào đổi em để riêng cho nó. Sao lần nãy đưa nguyên ấy sao riêng được? Không em nhớ tên á. Cái này Hằng Hành với lại Thị Thu Hà Vũ á. Để riêng ra chị nha. Đây nè. Đây nè. Xả cái xanh. Lấy cái này. Đưa qua bển. Nó hồi nãy in một tờ giấy chưa? In rồi thì trời. Xả cái kia ra để biết chốt người khác á. Pha bổng thi kim đủ màu không lấy đen. In chưa? Lấy rồi. Xám trên thị đường vi, xanh đen lê lê kim. Kim yến đỏ. Hai tiếp sữa mặt cắm xanh đen với kim thi. Trang lê không có nâu nha, xám hết. Xanh đen trên thị tường vi nè. Linh Mai ơi, cầm em một lần giùm em chị ơi. Xanh của chị lấy ba lần của chị luôn rồi đó. Đây là xanh nè, xanh còn cái. Xanh Tuyết Vân Đỗ. Chào chị Kim Tuyết nha. Xanh đen lại này nha. Để em bông lên cho coi. Còn xanh đen, đen. Xám hết. Hồng còn cái nè. Hồng còn cái nè. Hai tiếng sữa mặt chưa nè. Rồi. Xanh đen nè. Xanh đen nè. Rồi xanh đen hàng vỏ. Xanh biển dày cỏ. A mi đặng có hồng không chị? A mi đặng. Trang ngô có không em kìa? Trang ngô. Trang ngô lấy nâu là không được rồi đó. Xanh đen cho hạnh đào. Ami đặng có hồng không? Rồi đen rồi mấy chị. Màu đen nè. Lý Lê hết xám rồi chị ơi. Hết xám với hết nâu nha. Giờ là còn màu đen. Màu xanh biển với lại màu xanh đen á chị. Màu hồng cái. Màu hồng còn một cái. Màu hồng còn một cái nha. Hồi nãy có nghe làm hai cái xám là không có nha chị. Hết xám rồi. Hỏi nó cũng như không. Rồi em xanh lên đen Bảo Quỳnh. Này xanh bít nè. Cái này xanh nè. Cái này xanh bít nè. Chưa gọi hạnh đào hả? Rồi ok nó đơn mai chốt. Chắc nó là chưa tới. Lấy một cái comment một lần thôi nha Linh Mai. Thêm xanh đen cho chị Thoa là mua. Chị làm hết xanh đen còn xanh biển. Mấy cục quần á. Bên đó còn thôi. Đây nè. Còn hết không? Còn cục có đâu đi. Kiểm tra cho kỹ. Cái vàng này làm ngọn đây. Hồng ra bó không? Làm ngọn lại đi rồi hả bó này. Hết xanh còn xanh biển. Chị rào hết. Dầu gọi mà trị rào. Chị rào mà còn trị rụng tóc nữa là chị bị ngứa da đầu hay sao? Chứ bây giờ là một á là em có bán là xà, dầu gọi bưởi của Thái nè. Dầu gọi bưởi của Thái. Cái này là nó ngăn ngừa cho mình ngứa da đầu. Mình bị ngứa da đầu á, bị rụng tóc nè, nó kích thích cho tóc mọc dài hơn, mọc nhanh hơn. Nó làm cho cái năng tóc khỏe lên, cho tóc của mấy chị mọc sao lên. Nó làm tóc rất là tốt luôn. Đây là dầu gội của Thái loại cao cấp được túi 106, 107. Đằng này có trang ngô không có. Chai này là có 115. Cái này là dầu gội trị rụng tóc của Thái. Dầu gội bưởi. Cái này mình lấy mình lên mã cho em là gội bưởi. Còn một loại nữa nha. Một loại mới về. Một bộ ba. Cái này không có tách lẻ. Cái này là không có tách lẻ. Nam gia xả vải kim yến vỏ. Màu gì chị?
trắng hay đen? Đây, đây là cái bộ, nguyên một cái bộ luôn. Mấy chị nhìn nó rất là đẹp và sang luôn. Cái này là dầu gội nhân tâm, dầu gội hồng tâm. Chị Nguyễn Thu Nga là lấy Panora nha, 59. Trong đây nó sẽ có hai chai gội và một chai xả. Một chai là 520ml, là tính ra là 290, là chị tính ra là cuối 90 mấy ngàn một chai thôi nè. Ok, luôn cho đi em mới dồn nha chị. Nó sẽ trị ngứa da đầu nè, rồi làm cho mấy chị là ngăn rụng tóc, phục hồi tóc cực kỳ tốt luôn. Dầu gội hồng tâm nè, phục hồi tóc cực kỳ tốt luôn. Tầm một tuần lễ mấy chị sẽ thấy là tóc con mấy chị mọc ra, tóc mềm hơn. Mà ngay cái lần đầu tiên mình sử dụng nó thấy tóc mềm nhẹ hơn. Nói chung là gội rất là sướng luôn. 290 là một bộ, hai chai gội và một chai xả nha. Có thật tên là có hàng nha Trang Ngô, còn nâu là chị không được nha. Mà lấy thì mình chốt cho em là xếp dầu gội 290 hoặc là dầu gội bưởi nha. Tại vì trị rụng tóc thì em có hai loại đó, với lại một loại của Pantene nữa. Pantene em cũng có một cái loại là gọi là sao ta, ngăn ngừa rụng tóc, cũng có một chai. Ồ, một loại Pantene có luôn. Pantene hair fail á, ngăn rụng tóc á. Đây nè, Pantene cũng có một dòng 90.000 chai Pantene của Thái. Đây là dòng ngăn ngừa và rụng tóc, kiểm soát tóc nè. Pantene của Thái là 90.000 chai. Nói chung là ba sản phẩm luôn, chỉ có ba loại này thôi. Rồi bây giờ là em lên quần này. Cái dầu gội Hiệp My này vừa bán chưa ta? Quần này đợt trước bán tới 135.000 rồi đó. Quần nữ này nè. Thôi bây giờ cũng bán như giá sale luôn ha. Bán 120 luôn. Bán như giá sale luôn. Bây giờ là có nhiêu là được có mấy cái chục quần thôi. Nè mấy chục quần thôi. Quần U Mì Quảng Châu nữ nè. Cái quần này thì mấy chị trước Tết là mấy chị có mua của em giá là 135.000. Rồi còn sót mấy cái quần thôi em sale 120 nhớ không? Hàng này hàng Quảng Châu. Trà xanh Thanh Dương. Giá trị của nó là mấy chị mua ngoài á. Trong đấy cái quần này ngoài mình mua trên 200.000 quần không à. Cho nên mình mua của em giá 120 là giá sale luôn á, mà bây giờ bán cho mấy chị 120 luôn, giá bán luôn. Giấy gấu trúc em không hết chị, có giấy gì ta? Khăn ướt thôi, giấy gấu cũng chưa có về. Rồi quần này có size L nha. Từ từ, size L 45 cho tới 53 ký đổ về. Chị nào lấy size L ghi mã quần L 120. Quần L 120, quần XL là cỡ 58 ký đổ về. 55-58 ký mặc XL. Size 2X là 60-62 ký đổ về. Size 3X là 65 ký đổ về. Hai hộp đựng cơm cho Nguyễn Xuân, quần L cho Hồng Trang. Rồi, lên mã cho em là quần L tới 3X nha mấy chị nha. Trời quần đẹp. Quần này là đẹp nhất nhói. Hồng Trang lấy cái quần mua mấy nha. Quần luôn. Hồng Trang mua mấy quần rồi còn ghiền ha. Mặc sướng L mặt. Kim Liên. Một cái quần em mặc 3 năm mà còn chưa hư mà mấy chị, Quảng Châu siêu phẩm. Bởi vậy mình mới hóng cái quần này về chứ. Phải đẹp, mình nhận hàng 3X. Cái quần ok quá. Thôi cái đó là cái một mẫu. Để khoe. Giống không? Để em coi có mẫu giống không nha. Tại có không có nhiều quần. Ủa, quần 3X. Tay 3 là 65 cái đâu vậy? Số 68 với số đó số mấy chưa? Số 8. Rồi, còn nè. Quần số 3 mấy chị ơi. Quần số 3. Số 3 đủ. Số 2 nè. Thì chị Thoa quy ra đi. Lấy cho chị tí 2 quần mà. Chị quần 2X hả? À. Rồi còn Queen Ray hả? Chị Thoa lấy hết á. Em còn dưới số mấy hả? Số 3. Còn quần số 3. Còn quần số 3 nha. Cậu sao đẹp chứ nè. Có cái quần này đẹp quá mấy chị ơi. Số 3 anh đào quần. Đợi xíu nha, quần này mặc dù em lấy. Em phải lấy một quần trong đây mới được, chị đợi xíu. Tại vì cái quần này nó có tay của em. Ôi quần ống suông. Trời ơi em có quần. Em có cái quần này á mà ống nhỏ nhiều quá rồi giờ có ống suông đâu á. Hai quần hả? Chị lấy trước quần nha, hai quần khác nhau đi chị. Em mới lấy quần mẫu à, hôm nay hai quần khác nhau. Cái quần ống suông. Trời ơi mày Quảng Châu mà có quần ống suông má ơi, nào giờ em không có thấy cái quần này. Ống suông 120. Rồi size 2 nè, 60 kg. Ghi mã giùm em, 60-62 kg nha. Cho mã là suông số 2. Trời đất ơi có quần suông. Suông số 2, suông số 3. Suông L. Trời đất ơi.
có quần sung luôn, đứng lên cả trời. Đã dễ sợ chưa nè, trời quần bên trong mà có ống sung má ơi, em mê quá trời mê luôn nè. Rồi lên mã cho em là sung kèm size nha. Đợt trước làm gì có ống sung, trời chắc bún mì Quảng Châu cao cấp. Rồi sung kèm size, sung kèm size lấy nè. Trời sung mặc vô đẹp bá cháy. Sung 2 ừ. Ủa lấy xanh đen đúng rồi. Một quần ca kinh. Ôi đâu ra lấy chị. Xu em hết hàng rồi lên. Chị ơi, quần kaki 32 mà xu L nhà thanh. Kaki không có 32 đâu, kaki còn 30-31 không mẹ. Quần kaki còn 30-33. Viền đen có bo. Quần này có bo nha. Rồi cho em mã viền số 2. Cho em mã viền số 2 có bo nha. Hằng Hạnh Thị Thu Hà Vũ đó. Viền 2, viền 3. Viền 2, viền 3. Viền L. Viền 2, viền xuân 3 cho L, hơn. L, XL, rồi 23. L, XL, rồi 23. Viền 2, tí kiều. Không xẻ, không có xẻ. Đó, bà phải hồng. Không có xẻ chị. Thấy bà hồng nhét vô. Thấy bà hồng nhét vô. Dạ, 102. À, quần hồi cuối năm á, em bán 135 á chị Hồng Kiếm. Giờ mình mua có 102. Nó không phải nước hoa chị. Nó là lăn nách ngựa. Nó là lăn nách chị. Xu thơ không có. Nó là lăn nách ngựa. Có một xà bông thơm kèm theo. Một chai 100ml là 49.000 chị. Lăn nách ngựa không có chứa cồn, nam nữ xài được. Mình lấy có ống túm ba. Thì cái đầu tiên đó. Không, xung có mẫu một và là mã xuông. Đâu liên quan gì đâu, còn lại là ống nhỏ hết. Rồi bây giờ mình lên mã cho em. Ủa cái này lỡ. Rồi lỡ cũng 120 luôn dùm em nha, lỡ nè. Quyền 1 với 3. Vậy nào thích mặt lỡ, chốt mã lỡ. Lỡ 67 hả? Lỡ 65. 65, 67 ký. Lỡ số 7. 65 không có, bọc tôm có hàng nha mấy chị. 65, 67 ký, lỡ số 7. Lỡ số 8, 70 ký. Rồi con. Lỡ số 9, nhiều ký. Lỡ số 9 là 75 ký đổ về. Nhưng mà lỡ 89. Ủa ơn mẹ ơi, lỡ số 10. Lỡ số 10 chắc 80 ký quá à. Lăn ngựa cẩm lên. Ủa chị Thoa đụng ri mà. Đụng ri cho họ xuông, xuông không được. Xuông không được hả? Xuông có... À, dương chốt em không biết gì hết nha chị. Em không biết gì hết. Lỡ 789 hả? Em không biết nha chị. Tại bên đó nó chưa về. Lỡ 7-8-9-10. Rồi cái này là cái này là chữ nè. Chữ rồi nó cũng có bo nữa. Cho em mã chữ. Bỏ bao đi, bao lấy chữ số 3. 62-65 ký. Lỡ chữ. Chính đường cái là lấy thôi chị Thanh Phạm nha. Chữ số 3. Chữ số 2 60-62 ký. Chữ số 1. Chữ L. Chữ kèm sai. Chữ kèm sai. Chữ kèm sai nha chị. Còn có mấy cộng mấy cái quần đó là hết rồi. Rồi. Ủa lỡ nữa hả? Con chữ kèm sai. Lỡ nữa mấy chị ơi, viền nè. Viền sắc sảo lắm. Lỡ số 5. Lỡ số 5 60-63 ký. Lỡ số 5 60-63 ký đổ về. Lỡ 5. Lỡ số 5. Tại người ta bán cho em có giá rồi, cho nên là em đâu có chữ nào có giá ra. Lỡ số 5. Lỡ 7 65-65-65 ký. Lỡ 5 lỡ 7. Lỡ 5 lỡ 7. Đẹp chưa? Lỡ viền số 4. Lỡ viền 4 là cỡ 55-60 ký. Lỡ viền số 4 55-60 ký. Đồng giá 102 nghiêng. Lỡ 6 Lê Hằng. Lỡ
Lỡ chữ. Lỡ chữ số 7. Quần tay nữ cho em lên không kịp đâu, tại chất hàng quần tay nam không. Lỡ chữ số 7. Lỡ chữ số 6 luôn. Lỡ chữ 7 với 6. Lỡ ghi chữ lỡ giùm em nha. Chứ để chữ 3 Yến Ngọc Mai. Lỡ chữ số 8 luôn nè, 70 kg dư sức. Lỡ chữ số 8 luôn. Tao lội ra lỡ cả. Lấy hàng lỡ 7. Tự nhiên tao mua dài mà giao lỡ nè. Tự nhiên cái ngồi bán lỡ nè. Rồi dài mấy chị ơi, dài có cái logo thêu ở đây. Có bò. Quần này mặc sướng quá trời luôn. Rồi lên mã dài 6 giùm em. Dài 6 là 65-70 kg. Dài 6, 65-70 kg. Dài số 7 là cỡ 70 kg vô cân. Số 5 là cỡ 60-63 kg á. Số 4 nè mấy chị. Số 4 55-60 kg. Rồi lên mã cho em dài 4567. Dài 4567. Sao giao lỡ không có tao nha. Dài 4567, dài 6 cho Như Ngọc Trần, dài 5 Trúc Nguyễn. Dài 7 cho Ami Đặng, phải mở cho Nguyễn Xuân. Rồi, dài mà nó có chữ viền khác nhau. Lên mã cho em là mã là A kèm size A2. Không còn để chốt nha chị Thoa. A2 là từ 48 cho tới 55 kg. A2 55 kg đổ về. A2 55 kg đổ về. Rồi A1 nè. A1 là cỡ 45 cho tới 53-54 kg. A2 tí kiều. A3 nè. A3 luôn. L. L nè Hồng Trang. L nè. Có L luôn. AL hả? L. Mất ghi sao ghi. Trời lỡ nữa nè, có ai mua lỡ không? Đang lai quần nữ chị ơi. Còn đang lai quần nữ, ô mày nữ Quảng Châu vậy. A là còn cái 4 nha, A còn cái 1. A1 cho chị Hồng Trang, thêm A3 cho Tiếp Kiều. Lỡ nữa nè trời ơi. Trần Sư không được nha. Lỡ đó, lỡ là nó gần như là chính tắc rồi còn gì nữa. Hết A1 rồi. Lỡ số 7, bự cho bác. Lỡ 7, này khác, cái viền khác. Lỡ 7, lỡ 10, lỡ 8. Lỡ bự lắm. Lỡ 6. Lỡ 7. Lỡ 6, 7, 8, 10. Lỡ 6, 7, 8, 10. Lỡ không có 2. Quần xuông là khách chốt hết rồi mà. Quần xuông nó có 3 quần rồi chị. 3 quần chốt 3 rồi. Quần xuông là được có 3 quần rồi chị Thoa. Cà thể mở đợt này có thảo mộc màu đỏ chị. Hồi nãy quần xuông có 3 quần rồi chị thôi. Đâu phải có không nhiều. Thấy comment lấy nguyên ri luôn. Rồi giờ mình bán tới cái gì ta? 40 kg rộng nha. 40 kg rộng lắm, 40 kg rộng. Về mới không bữa. Ủa lấy hàng nãy em thấy gì lỡ 7 mà. Chị chốt cái mã lỡ luôn á chị. Không lẽ chị nghĩ cái lỡ là dài. Chị ghi chữ lỡ luôn, tao mới bán cho chị chứ. Để tao giờ mình lận nha. Cũng như lỡ mà. Lỡ nè. 6-7 nè. Ghi chữ lỡ mà chốt dài. Làm sao chị? Lỡ 6-7 nè. Chị lỡ rồi Thanh Phạm. Lỡ nó là gì chị? Chữ lỡ nó là gì? Rồi hỏi giá ghi ghi chữ giá. Hỏi ai vậy? Chị lên hàng xã đúng không? Xã đi. Trời ơi má ơi ghi chữ lỡ rồi mà còn nói chị lấy dài thôi nha. Khó hiểu luôn. Rồi giờ em lên gì mấy chị? Mấy chị muốn lên gì ghi đừng ghi quần tay nữ là được. Tại em dẹp qua bên. Tại nó chặt chỗ em dẹp qua bên. Hỏi giá là hỏi gì? Giờ mình ở ngoài đường đi, mình gặp ta mình ghi chữ giá, mình ghi một câu chữ giá rồi ta lỡ mình, ta trả lời mình sao? Không bao giờ trả lời mình. Không hiểu nổi. Giá cái gì? Chữ màu xanh. Quần riêng nam.
cao cấp. Trong cái lô hàng Quảng Châu cao cấp nè, 220 quần lận á, mà tại em còn lẻ rớt lại bị xả, em bán 150 luôn, xả 150 dưới vốn luôn. Size của mình á là size 36, quần size 36 có rách nha. Mình lấy mình chốt cho em quần 36 luôn rồi, quần green mà xả 150 là lỗ mấy chục ngàn quần. Lên mã cho em là quần 36, quần 36 sale cho mấy chị luôn. Áo nam hồi trưa em còn 2 cục em bán luôn nha. Còn mà ngày mai là em có về thêm áo nam á. Ngày mai em có về thêm áo nam á. Thì xả rồi, chị tưởng gì chị. Chị mua xong tưởng gì đó bà. Nói chung là xả rồi. Thôi áo nam để mai lại đi. Để mai em có về thêm cái lô này. Để mai lại cho nó đủ size. Để mai lại cho nó đủ size nha chị. Quần 36. Cái em mặc 69 ngàn, em có 2 màu, chị lấy chốt giùm em nha. Có 2 màu. Đây. Chất thun thái xịn luôn. Từ phơm này là phơm vừa 40-60kg đổ về. Nè, 40-60kg đổ về giá 69 ngàn. Lấy lên mã cho em là 69 xanh với 69 nâu nha. 69 xanh với nâu. Bộ đùi thông thái hả? Cái nào phải chất gận đây mới bóc được. 69 xanh với nâu mấy chị nha. Chị tí kèo lấy xanh nè. 36 leo 90 nha chị. 36 leo 90. Xanh cho Hồng Trang. Thấy bà cà kỳ. Mà bóc lên cái mấy chị biết sai gì không? Xanh Nguyễn Hải. Xanh 30 là xanh. Em có một cái quần đen size 33 xanh Châu Trần, màu quần Tây Nam màu đen size 33. Mình lấy nâu mình lên mã cho em xanh bông phấn. Lên mã cho em là tay 33, 33 là 8384 vừa. Lên mã là tay 33, quần tay size 33. Tay 33 cho Nguyễn Hải. Màu đen, em có một cái màu đen size 30 nè. Có chị nào có người nhà 30. Size 30 là eo 77, 78 vừa. Có một cái 30 màu đen nè. 30 màu đen 105 ngàn quần. Và lụa màu khó lấy, tối sáng thì còn không lấy được. Rồi 32 màu xám đậm, 32 xám đậm, 32 xám đậm 105 ngàn quần. Dung vỏ lấy phần khẩu trang lớn hả chị? Đúng không? Quần chốt size giùm em hả chị? Hoặc là chị nói cái eo đi. Chứ mà 85kg đâu phải quần thun đâu, em báo size được. Màu này là màu xám đen, xám đen 30. Nửa thùng khẩu trang đúng không? Nửa thùng khẩu trang. Chứ không phải là một thùng, mà là nửa thùng. Trời ơi. Bán cộng dây điện. Bữa nay tay chân bầm tà le. Cái này xám đen. Đen 30. Đen 30 có một cái mà. Chỉ có một cái đen 30. Đen 30 thì Thu Hà Đặng. Em có màu kem nữa nè chị. Em 82 là size 32 á chị ơi. Một thùng là 170 ngàn. Cái S94 em phong á. Đây nè. Màu trắng, mình bán màu trắng nè. Cái S94 em phong, khẩu trang trắng. Trắng là nó không có bị sầu. Kháng khuẩn 4 lớp. Tiêu chuẩn luôn 4 lớp khẩu trang cái S94 em phong. Đầu nãy lên giá chứ đầu trước mình bán 165. Đầu nãy giờ lên 10 ngàn rồi. Nhưng mà vẫn bán 170 thôi à. 170 thùng 300 cái. Loại này là loại xịn nhất nha mấy chị. Có điều tra giá đi, khẩu trang cái S94 An Phong là xịn nhất. 32 xịn lặng cho 3 thùng. Xài thử thấy ổn thì mua nhiều. Xịn lẻ là 30 cái là 3 túi, về giá là 18 ngàn. Mua xịn lẻ xài trước đi. Thấy ok thì không mua nữa.
Rồi em lên màu kem nha. Phòng khẩu trang Trần Hàng, màu kem quần tây nam mấy chị. 105.000, kem là size từ 30 tới 36 giùm em nha. 30, 31, 32, 33, 34 và 36 không có 35. Hãy mở màu đỏ xa lưng á. Hãy mở là 140. 40 gói nha, đợt này về 40 không có về màu cam, không có về 30. Tại mấy chị mua 40 nhiều. Cho nên là em về loại thảo mộc dễ uống lắm. Cái mùi nó nhẹ dễ uống lắm mấy chị. Mà mấy chị uống là nó thải mỡ, nó thải độc cơ thể mấy chị ra. Tối là mấy chị uống một gói trước khi ngủ. Mình chế nước sôi vô cái gói túi lọc ở trong đây nè. Chế tầm vô đây nước sôi thôi, để 5 phút cho nó tan mà nó ấm ấm vậy, uống uống xong rồi đi ngủ. Ngủ xong rồi trong thời gian ngủ của mấy chị á, nó sẽ thải những cái độc hại, những cái gì mà mấy chị ăn trong trong ngày hôm đó á. Nó những cái gì nào độc hại nó thải ra. Rồi hả, mỡ rồi này kia mới mỡ mà mỡ rồi tạng nè. Rồi chất độc hại thải ra. Mà trong những 3 ngày đầu mấy chị uống á thì á, khả năng là mấy chị đi ngoài có khả năng là 1, 2, có khi là 3 lần luôn, nó thải hết luôn. Rồi sau đó những ngày sau là đi bình thường nha, nhưng mà không có đau bụng gì, nó rất là khỏe. Nhiều khi nó hơi tức tức, cái gì sao, nó hơi đâm đau 36 cho Ngọc Mai. Không có kiêng khem không có gì hết trơn á, chỉ có trần mẹ bầu cho con bú thôi, chứ ai cũng có thể sử dụng được. Con nít 12 tuổi trở lên là có thể sử dụng được luôn nha, nam nữ ok luôn. Ai mà béo bụng rồi nè, không có mập, tôi không hề mập, mà có cái bụng mỡ thì mấy chị uống đi, uống chừng 3-4 ngày. Ai mà do cỡ em nè, bữa em muốn đúng gói thử cho mấy chị á, trời ơi, cái bụng thẹp lép thấy rõ luôn mấy chị, bụng xẹp lép thấy rõ luôn. Một gói là 40 gói túi lọc ở trong, uống được 40 ngày. Uống cái này rất là tốt, ai mà máu nhiễm mỡ uống cái này cực kỳ tốt luôn. Uống vô khỏe, thằng Hàng dễ ngủ. Mà được cái nữa là mấy chị uống vô không có sợ, nó làm từ lá với lại vỏ cây senna của Thái á. Mình uống vô mà yên tâm không có sao hết. Bầu cho con bú thì đừng sử dụng là được. Nói chung là mấy bà bầu cho con bú mà đừng xài ra phải mở kim chi ơi. Tại vì con mình nó không có nhu cầu. Nhiều người vô hỏi mấy chị, mình tự nghĩ trước khi hỏi luôn. Là mình đang có cái nhiệm vụ trong người là mang bầu, mang đứa nhỏ trong người ha. Thải mỡ đang cho con bú nè, mắc gì đi uống ba cái đồ thải mỡ, thải giảm cân. Nhiều người hay vô hỏi vậy mấy chị. Em không biết, mình mới suy nghĩ trước khi hỏi. Đây. Tao nói quá trời nói luôn. Nghe nha. Còn nghe phải không? Máy còn pin mà trời. Thôi rút ra. Nói quá trời mà. Không ai nghe tao xỉu nghe vô. Nói thao thao bất tuyệt luôn. Mẹ hả, không ai nghe hết cái rầu. Rầu luôn hỏi kim chi. Mà em nói nghe, ai mà bị bón lâu ngày mà đi không được á mấy chị. Mấy chị cho uống một gói đi là đi được luôn. Mà uống nó dễ ngủ, mà được cái là mấy chị thấy ok. Mấy chị thấy là phải mở ra rồi, bụng xẹp rồi. Nó không giảm cân gì mà cái bụng nó xẹp là mấy chị ngưng. Mấy chị ngưng được rồi. Mấy chị ngưng rồi cái khi nào mà thấy mập lại cái mấy chị uống lại. Nói chung là nó là dễ chịu lắm. Em thấy dễ chịu lắm. Phải mở lên bị người nó đây. Nó xẹp người nó khỏe nha. Tức mình thấy nó khỏe lên, nó nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng, nó khỏe người. Cho nên là em bán cho mấy chị cái loại này em thấy là rất là ok. Tại uống thử rồi. Đã uống thử, đã trải nghiệm. Đã uống thử rồi nha. Thử rồi đó. Bữa uống thử có một gói thôi mà trời thấy cái bụng xẹp thấy rõ luôn. Bữa thử đầm mấy chị, bữa mà cái ngày mà lại đầm đó mấy chị. Còn chị Hồng Dung khách em là uống 3 gói không, giảm được 4cm tròn eo. Còn Vân Hoàng uống 10 gói mà giảm được từ 58 xuống 54kg mà em cũng không tin lắm. Sao bà giảm dữ. Kim chi lơi. Nói chung là khó cỡ nào uống một tuần liên tục là giảm được 1kg. Chị Hiệp Sơn là giảm được 3kg một gói. Còn em không dám uống mấy chị ơi, em đâu có mở đâu mà uống. Uống vô rồi rủi ốm vô không nhắc hả? Ok Mỹ Hằng. Chị bấm ngay chỗ trực tiếp mà không nghe gì hết hả? Nếu mà chị không nghe chị mở volume đi chị. Bấm vô volume hoặc là ngay chỗ cái loa ở gần ngay góc nó đang là tắt tiếng á, chị bấm vô. Trà thải mở là 140 một bịch, có 40 gói túi lọc ở trong, uống được 40 ngày. Lưu ý chị uống vào bao đêm, ban đêm trước khi ngủ, một ngày một gói thôi. Tại vì có khách nhắn tin hỏi uống hai gói được không? Không nghe. Ủa chị thấy hồi nãy ghi rồi mà. Thêm đâu thêm. Thôi đi về hết đi. Tao phải mở, giờ mới ấy nè. Ở dưới nữa. Một phải mở rồi một lần nữa. Một lần thôi nha. Uống được 40 ngày nha. Rồi bấm điện thoại đi về hết đi. Tôi không cần ở đây bấm điện thoại. Phải mở theo lên. Ủ tóc là 85.000. Em còn một ri chưa thua, có sao 36 rồi mấy chị lấy màu kem không? Kem này là kem nhạt hướng kia.
33, 34 với lại 36 không có 35. Hàng này không làm 35 mấy chị ơi. Mình mua rẻ không, bên ngoài trăm mấy, trăm mấy chục nghìn quần. Rồi giờ đang lo cái dầu cái quần này nè. Nó chưa có. Ủa thằng Hàng đã lấy 34 rồi mà, cho nhà 34 là nãy rồi. Đó. Em nhà 34 thằng Hàng nó chưa có tháo ra nè mấy chị, nó còn y cái cục này. Cái này mình ghi quần trình size kem nhạc cũng được nha. Quần trình size nha, 36 rồi ngoài điểm nha, chờ xíu lấy 36 36 bác Nguyễn ơi lấy cái quần 36 nha. Em còn 30, 32 được 2 quần. Màu đen là anh còn size nhỏ thôi. 33 vuông hồ kèm số nha.
mấy chị chốt cho em kem nha. Màu kem này đẹp lắm. Cái màu này đẹp lắm. Kem này là từ 30 tới 36. Cái này thì màu sáng. Màu sáng mình mặc với khối mấy cái màu nào cũng sang hết trơn. Cái này 36. Kem là đủ size. Tại hàng chứa là hộp ri 34, 33, 32. Trơn có. Kem là từ 30 tới 36 luôn á. Đủ size nè. Màu sáng. Màu tối thì ta chốt hết trơn rồi. Rồi,
à, bán cho mấy chị nước rửa tay em bán gần hết rồi nha, tại cái sản phẩm này em bán rất là được luôn. Tại vì mình mua nước rửa tay ở ngoài á, tiệm tiệm tạp hóa hay là ví dụ Lifebuoy đi, thì cái mùi của nó mấy chị thấy không, cái mùi nhiều khi á, là em rửa cái màu xanh nha, cái chai cái nắp mà màu xanh dương, cái mùi đó em chịu không được mấy chị, cái mùi đó em chịu không được. Cái này là nước rửa tay Sena, hàng nhập khẩu về, nó đậm đặc mà rửa cái mùi nó rất là thơm. Nó rửa thì phải sạch vi khuẩn đúng không, mà nó có mùi thơm mà nó không có hại da tay. Mấy chị rửa này mấy chị quen luôn á. Nửa lít, một chai nửa lít nhiều mùi nha. Giá của mình là 50 ngàn chai. Lên mã cho em là nước rửa tay. Nước rửa tay này á, hết là em phải lấy về tại nhà xài đi không à. Xài quen rồi cái mùi thơm lắm, rửa xong cái tay mình cũng thơm nữa chị. Kaki 28 còn quần á chị. Cuộn giấy cho xem lại. Đây nè, cuộn khăn lau bếp đa năng á chị, tiện lắm. Về dưỡng nhan tới hai rồi, chị Lâm Điệp có rồi. Về dưỡng nhan cho chị Linh Đan, cuộn giấy Phương Minh, nước rửa tay chị Bông Phạm, nước rửa tay mua đi, rửa cái tay nó thơm lắm mà nó có nhiều mùi lắm chị. Đợi em xíu nha, em giới thiệu sản phẩm mới về. Hồi trưa là khách mấy chị là mở hàng cho em cái này nè, nước lau sàn của Thái. Đây là một cái sản phẩm năm nay mới bán năm rồi, em đâu có bán đâu, tại vì em sợ mấy cái can đồ á về tới nhà mấy chị cái nó bị tràn ra đó, cho nên là mấy cái hàng mà dính tới cái can hay là cái chai rồi em ngại bán lắm, hàng chất lỏng á em sợ tới nơi nó bị chảy rồi nó hư hàng quần áo của mình, cho nên là bán vậy. Em thấy là ship đi cả tháng nay rồi thấy ok, không có ai nói gì hết là chắc được được á. Nước lau sàn một gói vậy là 800 ml, siêu đậm đặc và nó thơm dữ lắm, mà nó bảo vệ cho mấy chị nha, diệt vi khuẩn được 12 tiếng đồng hồ luôn. Là có 30 ngàn à, có 30 ngàn gói, lên mã cho em nước lau sàn nha. Lấy kaki 28 cho thị Thu Hà Đặng ok nè. Cuộn giấy 15 ngàn, cuộn giấy cho Lê Mỹ Duyên, à, túi trồng thực phẩm là 12 ngàn. Trời, bà hỏi đi có hết trơn. Nhà này như cái tiệm tập quán vậy á, tại vì mình tập trung mình like cái món nào đó thì mình sẽ quên những cái món khác, tại vì thời gian nó không có đủ, cho nên là ví dụ like quần áo thì tập trung vô, còn mấy hàng này thì đợi khi nào gia dụng về mới cầm lên bán thường vậy. Nhưng mà nó có sẵn ở nhà hết, nó có sẵn ở nhà hết. Nước lau sàn mua thử gói đi, xài xong rồi ghiền nha, nó sạch mà nó thơm, nó sạch mà nó thơm mà nó đậm đặc nha. 800 ml mà có 30 ngàn thôi đó, hàng Thái xịn á. À, nước lau sàn cho chị Ngọc Mai, Phương Minh, hai chai rửa tay hai màu tím, đợt này không có chị Lâm Điệp, đợt này rửa tay không có tím, lấy hai màu thôi nha, chứ tím không có chị, mà màu nào cũng thơm. Túi chùm là 12 ngàn bọc cho chị Ngọc Mai, nước lau sàn Bông Phạm, hai bịch gì ghi lại coi, trời ghi lại giùm em, tại bên giấy ngày mai mấy đứa nó lấy hàng cho em á, ghi mã cái gì giùm em nha. Túi chùm thực phẩm 12 ngàn, ngay tay con số thì chưa về nha, để em về chung hàng kia. Tại mỗi lần em về gia dụng ship cao quá mấy chị ơi, 200-300 ngàn tiền ship lần, cho nên em về một xe cho nó dồn một lần. Nước lau sàn anh Đào Huỳnh ghi lại giùm em nha. Thúy Lâm nè, nước rửa chén cho chị Lê Hằng, một chai nước xả đen cho chị Linh Đan, chị Nguyễn Hiệp hai cuộn giấy chai nước rửa tay. Đăng ký 3436 em không có. À, anh Đào Huỳnh hai túi trồng thực phẩm. Đợt sau là em sẽ về cái gì ta, cái hộp bao tay chung với lại cái găng tay cao su á, tại em đợi đi về một xe luôn cho nó tiện. Đây là nước rửa chén chị Lê Hằng mới mua nè, nước rửa chén siêu đậm đặc không hại da tay, đặc biệt là rửa chén rất là sạch đúng không, nó có một cái hương đào rất là dễ chịu luôn, y như trà đào vậy đó. Một set là 3 gói, một gói là 550 ml, thì set 3 gói sẽ là 1 lít 650, tiện chưa, xài mấy tháng trời luôn, xài riết bị ghiền luôn. 60 ngàn mấy chị, tính ra có 20 ngàn gói nha. Xài cái này yên tâm nè, cái thương hiệu này nổi tiếng lâu đời rồi. Nước rửa chén băng vệ sinh hả, băng vệ sinh bây giờ vậy nè, giờ bán ban đêm, còn ban ngày mà mấy chị mua thì theo như khách em xài ban ngày, mà nếu mà loại không cánh thì xài rất là ok, tại vì cái cánh của nó là nó chỉ bám lại, nó giữ lại cho đừng có bị xê dịch, giữ cho nó đừng có xê dịch thôi, cái mục đích của cái mà có cánh hai bên là giữ cho cái miếng băng vệ sinh không có bị xê dịch, mà cái này là cái keo của nó thấm dữ lắm luôn, cho nên nó làm mình dán lên cái dính luôn, nó không có xê dịch đi đâu hết trơn á. Cái băng vệ sinh ban ngày của em bán là một gói nó có 5 miếng, mà đợt này nó về không cánh, mà không cánh người ta bán chạy hơn có cánh mấy chị, về không cánh không à nè, nhưng mà dán được cái dính luôn, nó không tràn không gì, xài rất là sướng luôn.
cho nên là mình xài thử đi, xài rất là thích luôn. Nó siêu thấm hút và cái keo của nó dính rất là chắc, không có sợ xê dịch. Tại thường có cánh là để cố định lại không bị xê dịch, mà cái này là cái vụ đó là đã ok rồi. 10.000 một gói là được 5 miếng nha, giống như 4 miếng 5 miếng. Một lóc 13 gói là 105.000, là hàng Laurier của Thái nha. Cái này Laurier của Thái. Còn ban đêm, ban đêm á là một lóc là nó có là 13 gói là 160. Cái băng vệ sinh đây đây. Dài 30 cm, siêu thấm hút. Ban đêm á trước khi ngủ với chị á, xài một miếng này thôi, tới sáng luôn, ngủ lăn lộn làm sao cũng được, không tràn không gì hết, siêu thấm hút luôn nha. Một gói lẻ là 14.000. Mấy chị mua lẻ cũng được mà mua lóc cũng được, tùy mấy chị thôi nha. Nè, cái này em bán cái hiệu này quen rồi, xài này cũng quen rồi, Laurier của Thái nè, xài rất là ok luôn. Thương hiệu này là nó hình như là toàn cầu rồi, nước nào em thì cũng có bán, ở bên Nhật cũng có luôn. Một lóc ban ngày cho Thí Lam. Thấy ai rồi ta? Chị Ba Thu là lấy túi dầm thực phẩm nè, nước rửa chén Lê Mỹ Duyên. Chị Ngọc Mai lấy nước rửa tay. Bông Phạm lấy nước rửa chén, có nước giặt luôn nha, có bán nước giặt nữa, rồi nước xả vải cũng bán luôn. Cái gì mà chị cần là bán hết á. Đâu rồi, nước giặt nè, nước giặt của Thái luôn, hai class, cái hiệu này nổi tiếng lắm. Siêu đậm đặc và thơm lắm luôn. Cái này nếu mà mình giặt tay thì không cần phải xài nước xả vải luôn nha. Nó thơm ơi thơm mà nó mềm vải, không có hư sợi vải. Một set 3 gói là 1,5 lít, một gói là nửa lít, giá là 89.000. Set nước giặt là 89.000. Mấy chị mua xài thử đi, khách em xài mua hoài luôn á. Nè, một gói ở trong một gói nhỏ là nửa lít. Một lóc vậy là 3 gói là 1,5 lít, là 89.000. Cái này giặt xuống lắm. Một lóc ban ngày lóc đêm cho chị Trang Ngô, nước rửa chén cho Hạnh Đào. Em giới thiệu thêm cái này nữa, cái này là cái viên thả bồn cầu này, em bán chắc còn 10 gói rồi mấy chị, hết rồi. Cái này không có dám chốt nhiều, 10 gói à, một gói là 15.000, trong đây có 10 viên, trong đây có 10 viên. Mỗi lần mình bỏ vô một viên ở trong cái bồn nước phía sau cái bồn cầu á, thì mỗi lần mình đi toilet nó sẽ ra cái nước màu xanh để diệt vi khuẩn và khử mùi ngay lúc đó luôn á. Nó có cái mùi hương hoa nha. Tại này á thì cái toilet mình không có sợ bị bám vi khuẩn, tại vì mỗi lần đi mình dọn cái là diệt vi khuẩn ngay và liền, cho nên toilet mình nó sạch, nó không có bị vi khuẩn. Còn tầm 10 gói thôi nha, 15.000 gói nè. Trang mã là thả bồn cầu, trà thải mỡ là 140 á chị. Chị Châu Trần lấy trà thải mỡ nha, xét nước giặt Thí Lam, trà thải mỡ 140, rồi em bán với chị mua mà cháy hàng luôn á. Em về mà em phải canh gần hết, em về liên tục luôn á, chứ em sợ là không có đủ hàng cho mấy chị luôn á. Mà một gói mấy chị uống tới 40 ngày luôn. Quyên thả bồn cầu cho chị Bông Phạm, 15.000 nha, mình xài đi. Em thấy khách em xài quanh năm mà, mấy chị cần là em về liền. Rồi hộp cơm là mấy chị chốt gần hết rồi, tại em có đăng bài á, mà em đăng bài bên shop giá rẻ, nó hiệu quả hơn đăng bên đây trời. Ở bên đây thì em lại tương tác nhiều, bên kia like tương tác ít mà đăng bài thì tương tác cao. Nói chung là em hai trang Facebook nha, shop giá rẻ Cúc Trần là em luôn, rồi shop Cúc Trần cũng là em nha, hai Facebook luôn. Mấy chị nhớ bấm theo dõi hai trang nha. Xà phòng Thái cục màu xanh nè, ủa đâu có bán đâu ta, xà phòng Thái cục màu xanh hình như đâu có bán đâu. Chị Minh Nguyệt lấy nước giặt, nước rửa chén, bốn thả bồn cầu, Duyên Võ, Hà Hoàng. Thông cống là đang hết, em đang đặt hàng đó chị, em đang đặt hàng. Thả bồn cầu cho chị Nguyễn Xuân, Trang Ngô, Như Ý Nguyễn là ngân chốt nha. Chị Trần Phương lấy nước giặt cho em số đi chị. Hộp cơm nè, làm bằng vỏ lúa mạch, đựng đột nhiệt độ cao không có sợ gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Một hộp cơm là có 45.000 thôi. Được tặng kèm hộp cơm 3 ngăn, tặng kèm một cái đôi đũa inox với lại một cái muỗng. Nè, hộp cơm làm bằng vỏ lúa mạch, lên mã cho em hộp cơm nha. Chị Nguyễn Hiệp lấy trà thải mỡ, quần nam lên lúc đầu luôn á, lên chắc 3 tiếng hồ quần nam không á. Trần Phương cho em số ơi chị. Anh Đào Huỳnh hộp cơm. Sao lưng ngồi hả? Sao lưng ngồi có cục xà bông màu xanh đó. Đâu? À, cái này chưa xà bông hả mẹ? Cái này là sáp phụ khoa. Cái con mèo của em nó bị hết rồi. Cái này là sáp bụng kính nè, sáp phụ khoa, nó sử dụng thai dung dịch vệ sinh phụ nữ luôn. Em xài đi không à,
Em xài cái này được gần 4 năm rồi mấy chị. Em muốn xài cái dung dịch nước vệ sinh phụ nữ, tại vì xài cái đó em bị khô. Em nói thiệt, em mua một chai ở nhà thuốc là 125 ngàn, em xài cái đó mà nó hay bị khô lắm. Mà vô mùa nóng ẩm xài băng vệ sinh đó mấy chị, nó bị ngứa nữa. Nhưng mà từ cái hồi xài cái này á, là thấy là hết bị nè, khô thoáng nè, rồi được cái nữa là không bị ngứa nè, rồi á hả, ít có bị viêm nhiễm đó mấy chị. Mà huyết trắng cũng thấy nữa, xài cái này công nhận hiệu quả thiệt. Cái này là chiết xuất từ thảo mộc không à, giá có 70 ngàn thôi. Mấy chị có thể thử xài coi sao. Cái cục xà bông này nó thơm lắm, mình chài cho ra bọt rồi mình sử dụng thôi. Nói chung là xài này em thấy khá hiệu quả, cho nên là xài này không à. Cái này là mã sáp phụ khoa đó mấy chị. Nước giặt máy. Ồ cái này nhà chị cũng xài nước giặt đó không à? À, viên thả bồn cầu hả? Em ngưng rồi chị. Cha nấu mì hết, Trần Phương thấy số hả? Hộp cơm cho chị Trần Phương luôn. Đồng hồ báo thức còn không có, giờ xài điện thoại báo thức không à. Sáp phụ khoa Như Ý Nguyễn Trần Hằng. Giờ xài điện thoại báo thức không à. Thấy đồng hồ về bán ế sao bà. Giờ cái điện thoại thấy nhiều chức năng quá trời, báo thức sáng nào á em cũng hẹn đồng hồ để em dậy trơn, mà thường em hay nướng 15 phút lắm mấy chị. Ngủ thêm chút xíu nữa, trời ơi. Em live xong đâu ngủ liền đâu, live xong không ngủ liền được. Bữa nào mà cảm thấy là cảm thấy người hơi xuống xuống là phải ăn. Không ăn là bị ốm mấy chị, em dễ ốm lắm, em dễ ốm lắm. Em còn một cái máy sấy nè, để em xem nhẹ cho mấy chị cho. Còn đúng một cái máy sấy đó. Giờ này ít người coi, tại giờ này ta đi ngủ mấy chị. Máy sấy tóc hàng của Socani nè, cái hàng này em tự tin bán mấy chị, tại nó chất lượng dữ lắm. Em bán là 130 lần, em thấy rẻ lắm. Mà giờ còn cái em sale cho mấy chị 120 nha, tại vì hàng này em lợi lắm. Đây, người ta mua 130 nóng hổi luôn á. Nè, sấy nóng và sấy gió là sấy lạnh á, sấy vô mấy quạt, sấy vô người á. Nè, nó có hai chức năng. Rồi nó có cái này cho mấy chị tạo kiểu, nhiều khi mình sấy á, mình sấy cái này. 120 nha, máy sấy này xài em xài 6 năm chưa hư, 6-8 năm gì có hư. Xài nhớ xài ba cái đồ điện, mình xài cái loại tốt xíu để không có bị sạc điện, không bị cháy nổ mấy chị. Để cho nước. Nướng không? Khoái nướng lắm bạn. Tôi hẹn đồng hồ sao mà tôi nướng được 15 phút đó, tôi mới chịu được. Cảm giác nó rất là thích. Nướng dữ vậy. Chạy xét thôi. Không mà khoái vậy đó. Chị Trần Hằng lấy máy sấy nè. Sáp phụ khoa cho chị Trang Ngô. Em đánh răng là trời ơi, chị hỏi đầy đủ quá trời. Em nói em bán riết mà má em hỏi là còn gì mà chưa bán không vậy. Em không biết đâu. Em thấy cái gì mà nó đang nó mấy chị cần gì là em bán nó thường vậy á. Cái cao cái dầu cù lạ này á em bán chạy dữ lắm luôn. Cái này là em không có like nhưng mà em bán được nha. Tại vì cứ xài hết là người ta sẽ mua. Mà thường á là người ta hay mua cho những người lớn tuổi, hay là những người mà hay bị đau xương khớp nè, rồi khó ngủ nè, ăn không ngon nè, tinh nguyệt không đều nè, thoa dưới lòng bàn chân trước 15 phút đi ngủ. Thoa vô, nó là dầu cù là rất là nóng, cho nên á là ở trên 18 tuổi mới xài nha. Mà nó có công dụng nữa là côn trùng đốt nè, hay đau bụng chóng mặt thoa được. Nhưng mà nó hơi nóng đó mấy chị. Cái này nè, ngừa đột quỵ, 35 ngàn một hũ, 100 ngàn ba hũ. Cái này hàng của Thái nha, nóng nha mấy chị. Này thoa nóng nha, dầu cù là rất là nóng, cho nên trẻ em không có thoa, trẻ em thoa nó chịu không nổi đâu. Dầu cù là lên nãy cho em là cao chân, có cái bàn chân nè. Tại vì ở dưới cái lòng bàn chân của mấy chị nó có rất là nhiều huyệt đạo, cho nên mình thoa lên á nó sẽ có nhiều công dụng lắm. Giống như có những cái bài á, rồi ví dụ đau răng đau đổ mình massage dưới lòng bàn chân á, cái chỗ nào cái vị trí nào cái nào lại hết nó, cái kiểu vậy đó. Mới mua kem đánh răng xài ok hả? Nãy em nghe không kịp cái quần hả? Rồi chị cũng biết nữa, hồi nãy Dương đọc, ví dụ như là chị like mà chị đọc là chị nhớ nha, còn Dương đọc là không có nghe, nhiều khi không có nghe được luôn á, là không có nhớ. Kem đánh răng là em bán 3 loại lần nha chị. Còn cái này làm chai mã cao chân. Cao chân này xài hiệu quả lắm. Đau nhức xương khớp đồ. Rồi chán ăn không được, ngủ không ngon, kinh nguyệt không đều, ngăn ngừa đột quỵ. Nó là cao thôi bằng chân. Kem đánh răng hả? Kem đánh răng thì em có bán bằng chải nữa nha. Em có bán bằng chải đánh răng nữa. Nhưng mà kem đánh răng thì em bán chải nhất là cái loại này. Kem đánh răng con giáp. Kem đánh răng con giáp. Rồi kem đánh răng thông đỏ. Kem răng muối. Để kiếm kem đánh răng muối. Kem đánh răng con giáp mắt quét của Thái là 35 ngàn một tiếp, 100 ngàn ba tiếp. Hàng này là đánh rất là ngon. Mấy chị thử mua một cái tiếp của Mỹ á mấy chị, vì bà hè luôn nha. Đánh thì em thấy nó cũng ngang ngửa không khác gì á,
kem đánh răng Colgate Mastercard mình ghi cho mấy thằng Thái làm lấy được 35 ngàn. Cái này là ông chồng em ghiền cái này, còn em á thì em hay thử, tại vì tất cả những cái món nào mà em bán là em đều thử qua hết. Ví dụ kem đánh răng, cái này người ta hỏi mùi gì đánh sao, kem đánh răng thông đỏ chiết xuất từ tinh chất thông đỏ của Hàn Quốc 68 ngàn. Cái này là đánh vô cái mùi y chang Listerine luôn, cái mùi mà nước súc miệng y chang luôn. Cái này mà ai hay bị chảy máu răng nè, sưng nú rồi này kia mà đánh sạch mà sáng răng lắm. Cái này là kem đánh răng Hàn Quốc. À, kem đánh răng Thái anh Đào Huỳnh là lấy luôn hả, là chốt luôn phải không? Chốt luôn. Cao chân Hằng Võ, chị Lâm Đẹp cao chân nè, Tô Diễn Thúy cao chân. Ủa chị lên sao nổi em, giờ mình chỉ làm một mình đó, một tay con xe nhỏ, con xe nhỏ. Rồi mình lấy kem đánh răng Hàn Quốc thì ghi kem đánh răng Hàn Quốc, còn kem đánh răng con gái thì ghi Thái được. Rồi giày cỏ là con gái nè, à là mua rồi là không có lấy không. Ok nè, để bỏ ra nha, chứ để mấy đứa nó lấy nữa đó, mấy đứa nó không biết nó lại lấy nữa. Rồi kem đánh răng muối không thấy mẫu nè, sao lại ta không thấy mẫu. Rồi em giới thiệu bàn chải đánh răng, thẳng mua kem đánh răng rồi mua bàn chải luôn nha. Bàn chải đánh răng của em bán cho mấy chị á là sản xuất theo công nghệ của Hàn Quốc, tham keo hoạt tính. Mấy chị nhìn cái sợi lông bàn chải đi, nhà em là giờ hai đứa con của em cũng đánh này luôn rồi, tại vì nó cũng lớn rồi, 10 tuổi chết hả nè. Nhưng mà có một cái là cái kem đánh răng nó không chịu đổi mấy chị, nó cứ xài kem đánh răng con nít hoài, rồi kem đánh răng người lớn nó có xài không được, nó cay the lắm, nó không chịu xài. Cái này em bán là một hộp 30 cây là 95 ngàn, mấy chị mua một set là 5 cây là 18 ngàn nha, mà cái giá phía sau lưng nó ghi 36 ngàn luôn. Mình mua của em giá ngon chưa vậy đó hả, cảm ơn anh Đào Huỳnh nha. Bởi vậy mấy chị mua mà giới thiệu cho em là khoái lắm, bán là phải được vậy mới được. Có 31 hả? Có 30-31 là đầy, 30-31 là đầy, còn cứ 36-35-34 rồi 33 rồi thì nốt. Màu tối là 30-31 có đầy đủ. Rồi mình lấy mình lên cho em mã là bàn chải nha, một set bàn chải là 5 cái bàn chải đó, mua set đi, đánh thấy ổn không, đánh ok không rồi mua nữa nha. Cái này em bán mấy chị thấy không, em giờ lúc nào cũng cháy hàng hết trơn. Anh Đào Huỳnh 5 bàn chải. Rồi mình lấy mình lên mã cho em nha, sải nào mình thấy ok cứ ủng hộ em dài dài nha mấy chị. Set bàn chải chị Trang Ngô. Rồi mấy chị đang cần thì mấy chị báo em nha, để em kiếm lên. Cái gì ta, kẹo xăm nè, kẹo các loại kẹo, mấy chị mua kẹo không? Các công sở rồi, trời ơi, bây giờ em lên có nổi, có mình em like chị ơi. Cơm cháy khô gà bán gần hết rồi, cái này em không có cần like luôn, cái này khách em mua rồi mua thêm thôi. Cơm cháy khô gà 35 ngàn, hũ 100 ngàn, ba hũ ăn bao ngon. Gái em lấy một hũ là ăn từ sáng tới chiều là không còn miếng nào luôn nè. Cơm cháy khô gà 35 ngàn, hũ 100 ngàn, ba hũ, mình lấy mình lên mã cho em cơm cháy khô gà. Còn chị nào mà khoái ăn khô gà thì có luôn, khô gà lá chanh này. Khô gà lá chanh một hũ rất là nhiều luôn, 55 ngàn. Khô gà lá chanh nhà em lại không có tanh, ăn rất là ngon, làm từ ức gà tươi nha, chứ không có làm từ hàng đông lạnh, cho nên mấy chị ăn á là nó ngon lắm, ăn cái này bị ghiền luôn. 5 bàn chải cho chị Minh Nguyệt, Sáp Phụ Khoa, Vũ Hoàng Trần, Thị Thu Hà Đặng, ok nè. Mua đồ ăn không mấy chị, me lào muối tôm bán rất chạy luôn, vô cái mùa này ăn chua chua ngọt ngọt mà chấm muối vô nó mặn nữa nó đã mấy chị, the the nữa. Cái món này em bán được lắm luôn á nè, mấy bà nhân viên ngồi á chốt đơn mà cứ ăn hoài luôn nè. Trong đây nó có tặng cho mấy chị một cái hũ cái bịch muối luôn, mà me lào này của em là loại đặc biệt, mà mấy chị biết là cái loại mà rẻ em không có bao giờ lấy, tại vì loại rẻ mấy chị ăn á nó thường nó sẽ có sâu nữa, với lại ăn nhiều cái nó rỗng đó mấy chị, cho nên là mình không có bán. Me lào này đã được sấy qua rồi cho nên mình ăn không có sợ đau bụng nha. Một hũ nửa ký là có cái bịch muối ở trong đây nè, ăn chua chua ngọt ngọt, cái nào mấy chị ăn chấm muối nó mới đã, chứ me thái thì nó ngọt quá ăn không, em không ăn được. Me thái nó ngọt như cục đường vậy em ăn không được mấy chị, nó có cái mùi nhẹ thôi. Còn me này ăn mới đã nè, me lào muối tôm hũ 50 ngàn là loại xịn nha, loại đặc biệt á, chứ loại rẻ không bán nha. Loại rẻ thì nó cũng rẻ hơn chưa được 10 ngàn, nhưng mà ăn nó không ngon mấy chị, ăn nó không ngon. Mà cái này lên mã cho em là me lào, mã là me lào nha. Trang Ngô ok chị nè, ba chai kem bánh răng Thái rồi, me lào rồi, những gì nữa ta, nhiều lắm. Ô mai, nói chung là để em đăng bài cho mấy chị vô lựa, tại vì cái này nó sẵn hết trơn rồi. Mấy cái đồ ăn hay là dầu gội sữa tắm mỹ phẩm đồ gia dụng á, cái nào mà nó có sẵn thì em in
em đăng bài cho mấy chị lấy nha. Chứ mà like thì nhiều khi like không hết. Like không hết mấy chị ơi. Họp bàn chải cho chị Bửu Hoàng Trần. Mấy chị mà muốn mua thêm đồ để sáng mai em soạn một cái bài em đăng cho mấy chị vô lựa nha. Mấy chị kêu nhân viên bỏ vô đơn chứ không có cần mà phải comment vô bài nữa, hoặc là nhắn tin để nhân viên lấy nữa. Nói chung là chốt đơn nhân viên nó gọi chị kêu là bỏ vô đơn giùm chị này là ok hết nha. Em có đăng bài á. Hai ô mai cho cherry đổ, cơm trái khô gà cho ba thu với khô gà luôn. Kẹo uống, kẹo dẻo trái cây Hàn Quốc là 50 nha, có sẵn kẹo bạc hà 48 nè, xếp bánh tráng. Bánh tráng xì ke là 35.000, xếp 5 gói. Ba cây kem bánh răng. Ủa sao ba cây được? Một xếp là 5 cây á chị. Xếp là 5 cây. Đăng cái tay lắc bán rồi, trời ơi tôi bán rồi bà. Cái dòng Pandora á là 59.000 nha. Cái này gái em xài năm rồi, rửa nước quá rồi mà không có bị ten. Không có bị ten, cái dòng Pandora nè. Cái dòng này á, giá của mình là 59.000, chị nào lấy dòng 59 thì dòng 59. Chốt đi sắp hết rồi, em thấy sắp hết rồi. Dòng 59 đẹp muốn chết luôn. Đeo không ngứa nha, bảo đảm với chị da trẻ em mà đeo không ngứa mà. Xếp bàn chải chị Lâm Điệp, ba hũ cơm cháy, chị Tuyết Kiều. Xếp bánh tráng cherry đổ. Bố Hoàng Trần ơi, là mình lấy một set bàn chải đi chứ em bán lần 5 cây 18.000. Còn mấy cái dòng á mà đá đó là 39.000 nha bà. Đá là 39.000. Là bằng đá bả nẻo chứ không phải là nhựa. Nhựa là mấy chị biết liền. Nhựa nó nhẹ lắm. Rồi ba cái đồ nhựa thì nó nhẹ lắm. Còn đá thì nó nặng nha. Đá thì nó nặng. Nhiều khi mà vận chuyển không kỹ á, cái đá nó nứt nữa quá chị. Em không có bán cái mấy cái đồ mà ví dụ như thuốc đồ này kia em không có dám bán. Ví dụ như em bán mấy cái mà hỗ trợ giảm cân á, thì cái đó thì em dám bán nha. Còn mấy cái đồ mà thuốc đồ này kia em không dám đụng. Quần riêng nữ xe nhỏ chưa đâu em, chú có làm được chuyện đó. Tại vì hàng về chất bên kho mà đang làm một cái kho đựng đồ, rồi đang làm một cái rồng rọc kéo hàng lên xuống, cho nên là hơi bị bận rộn xíu. Cứ dọn hàng dọn đồ á, cho nên là chưa có soạn kho được luôn. Hàng về là quăng lên bán liền tại chỗ rồi, chưa có soạn được luôn. Vòng 59 xanh chương lấy nè. À chị lấy nguyên hộp bằng chải 95.000 luôn phải không? Rồi ok. Xí mụi hả chị? Ô mai, em bán ô mai à. Ô mai thập cẩm 40.000 gói. Ô mai thập cẩm 40.000 gói chị. Là cherry Việt Quốc mận đạo trong đây luôn. 40. Đưa cái dòng cho mấy chị coi nha. Cái này là dòng tỳ hưu, là nó có một màu thôi. 39.000 dòng tỳ hưu. Đá là đá trắng, đá mạ não trắng. Dòng tỳ hưu là 39.000, mã là dòng tỳ hưu. Còn đá thì á, đá là đá mạ não thì sẽ có xanh nha. Cái này á thì nó, cái này dễ đeo lắm. Cái này đeo vậy nè, đó nó có cái thun nó giãn ra. Đá cái này là tỳ hưu là một loại nha. Còn cái này là đá trắng, đá thì sẽ có là đá xanh, đá trắng, đá đỏ cam nè, màu đỏ cam nè, với lại hồng. Đá là sẽ có bốn màu: đá hồng, đá đỏ. Đá đỏ là cái này, đỏ cam á, mạng hỏa mạng thổ gì ok. Ba kem bánh răng thái cho chị Bửu Hoàng Trần. Bây giờ là cái vòng màu á, thì nó sẽ có bốn màu: xanh lá, trắng, hồng với lại đỏ cam. Còn cái dòng tỳ hưu thì nó chỉ có màu trắng thôi nha. Dòng tỳ hưu thì chỉ có trắng thôi. Là năm cái dòng này là 39.000 nè. Trời ơi, bán cho vui thôi chứ lời gì. Mấy chị nghĩ bán có 39.000 thì lợi nhiêu, đúng không? Nói chung là lâu lâu sẽ về mấy cái mã này. Sắp tới 14 tháng 2, 8 tháng 3 rồi đó, lấy về cho mấy chị. Có thể làm quà, ví dụ mình tặng cái món đồ nào đó, mình kèm theo một cái dòng này nè. Trời ơi, khoái lắm. Em gì chứ em ơi, bả dùng này lắm mấy chị. Khoái gì lắm. Rồi mình có lấy thì mình chốt nha. Còn cái Pandora là 59, là mã là dòng 59 là được. Cái này không biết làm chính xác là cái chất gì, mà nói chung là cả năm mà thấy nó y chang vậy, nó không thay đổi gì hết trơn. Bỏ vô nước luôn nha. Bỏ con em bỏ vô nước mấy xà bông quậy quậy luôn. Đá xanh cho hoa lương. Rồi mấy chị lấy gì nữa không? Tội năm rồi em tặng cho mấy chị á, em tặng cho mấy chị là mấy cái dòng, cũng dòng đá mạ não đó. Cái đó là em tặng tới hồi bị sao ta. Trời ơi, mấy bà giận hờn ghê luôn á kìa. Hết quà rồi cái không được tặng, nó giận quá trời giận luôn. Hoa lương lấy hai ô mai hai bịch. Mua kẹo xăng môn. Kẹo xăng đỏ Hàn Quốc nè. Em bán cái này là bán chạy số 1 luôn. Tại người mua 5 gói, 10 gói quá trời luôn. Cái này không có cần like luôn. Tại vì khi mà người ta ăn hết người ta mua mấy chị. Kẹo xăng đỏ Hàn Quốc mình bán là kẹo không đường.
Một gói nửa ký là 65.000. Cái này hàng kẹo hồng xăm á, mình kêu là kẹo hồng xăm đó. Cái này á là nó không có đường, nhưng mà nó có cái chất tạo ngọt tự nhiên, mình ăn vô mình nghe cái vị ngọt cho nó ngon đó. Nhưng mà thật sự là nó không có đường, giống như coca không đường vậy đó. Mình ăn nó ngon, nó tốt cho sức khỏe. Đang mệt mệt đó, con cái học hành mệt mỏi rồi nè, người lớn mình làm việc mệt nè, hay là thiếu máu hay là nói chung là mệt mệt, ăn thì vô rất là khỏe nha. 65.000 gói. Cái này lên mã cho em là kẹo xăm. Sáp thơm là còn sáp thơm chút ba chút. Sáp thơm chút ba chút nè. Cái loại này nó đang hot dữ dội. TikTok hot luôn rồi hả hot. Nói chung là trên các sàn điện tử bán hàng cái này nó hot dữ lắm. Hàng nội địa của Thái. Một cái giờ em còn mùi nho thôi, 55.000 một cục. Bự chà bá luôn. Cái cục này xài không biết mấy tháng rồi chưa. Em đang xài cho nên xài đi, chừng nào nó hết thơm mới biết là xài được bao nhiêu lâu. Rất là to. Cục sáp thơm, mùi nho này mùi ngọt ngào thơm lắm. Lên mã cho em là sáp thơm nha. Bây giờ xài sáp thơm này đi. Hàng này hàng nội địa Thái nha, nó thơm dịu lắm, y như mùi kẹo vậy đó. Giờ em mấy chị mở ra vậy nè. Mấy chị mở ra vậy nè, mở cái trên thôi, chút ba chút nó nổi luôn. Mở lên vậy nè, đó mình mở vừa vừa, mở lên vậy nè. Để trong trong tủ quần áo, trong toilet, trong xe hơi hay trong phòng, cái phòng nào cũng được hết trơn. Thơm dễ chịu lắm. Cửa tắm rồi chị. Có luôn, gì có chưa? Chị Hồng Bùi là kẹo xăm, kem chân hết rồi. Kem chân là người ta mua không còn một tiết nào luôn. Mua cái kem pho tai đi chị. Nè. Kem dưỡng da tay nó có nhiều mùi lắm, có 35.000. Ủa chưa nhận được luôn hả? Để em note em kiểm tra đơn nha, chứ em khó hiểu lắm, bữa em kiểm tra em ghi nhập kho nè. Sữa tắm là em bán là sữa tắm Pháp. Sữa tắm Gò Đéo cũng có nha, bây giờ là em đang chạy cái sản phẩm này. Tại vì nó là sữa tắm nước hoa, mấy chị tắm nó rất là thơm. Hàng này là hàng của Pháp, sữa tắm nước hoa Pháp. Cái mùi này là mùi thơm nhất trong tất cả các mùi. Thơm ơi là thơm luôn. Và nó có tinh chất vitamin E nữa, làm cho da mềm mại nè. Đó, rồi cái tinh chất nước hoa siêu cô đặc luôn mấy chị nha. Tắm chừng 2 giọt thôi là bỏ vô bông tắm á, là nó thơm mà da nó mềm đẹp. Nó thơm lắm. Nói chung là tắm cái này bị ghiền, cái mùi này là thơm nhất nha. Nam nữ với tắm được, một chai là 600ml là 130. Một lần tắm chừng 2 giọt thôi nha. Đừng có bỏ nhiều, uổng phí lắm. Nó thơm ơi là thơm luôn. Mấy chị mua chai xài thử đi. Cái này hàng giả nhiều lắm nha. Mấy chị mua cẩn thận nha, hàng giả quá trời. Em bán là hàng công ty nhập về cho nên là không có lo hàng giả. Sáp thơm cho chị Vũ Hoàng Trần, kẹo xăm cherry đỏ, hoa lương lấy nước rửa chén nè. Mua một chai xài thử đi. Em tắm cái này không à. Nó thơm lắm. Nó thơm mà nó mịn da dữ lắm chị. Da mịn đã. Còn kem dưỡng da tay á mấy chị. Mấy chị thoa cho cái tay mấy chị á, nó không có bị nhăn, nó cấp ẩm cho da. Mình dưỡng cái vùng da tay nha, dưỡng cái vùng da tay để da mặt đẹp quá mà da tay mình nhăn nheo á. Với lại nó có xu hướng là trên 30 tuổi nó bị những cái đốm nâu nhỏ nhỏ, từ từ nó lớn lên thành đồi mồi á, cho nên mình thoa mình dưỡng cho đừng có bị đồi mồi mấy chị. Chứ thường á là qua tuổi á thì mấy chị sẽ thấy là trên tay mình nó những cái đốm này em cũng bị nè. Nè, mới bị đốm đây nè. Mình thoa lên để mà không có bị đồi mồi mấy chị, mình dưỡng da tay da nó không có nhăn. Nè, nhìn da không có nhăn cũng đẹp đó. Da tay nó đẹp. Trong là dòng sản phẩm này của Hàn Quốc mà 35.000 thì mua xài thử đi. Xem vớ là 65.000 á chị. Đây nè, về sẵn kho luôn rồi. Xét vớ là một set 10 đôi. Xét vớ là một set 10 đôi 65.000. Xài chắc mấy năm á. Em là em lấy một set nè. Mà lần xài em lấy ra có 3 set em xài. Em xài chừng nào mà cái set đó thấy nó dơ quá. Nhiều khi mình đi dính dơ mấy chị, giặt nhiều khi nó không có sạch. Tại giặt máy nhiều khi mình không có chà trước á, cho nên nó là mình xài nét rồi cái bắt đầu là lấy 3 đôi nữa xài. Còn nếu mà mua nhiều quá thì chia cho người nhà xài. 10 đôi có 65.000, tính đâu 6.500. Sữa rửa mặt dành cho da nhờn. Sữa rửa mặt nhờn hả chị? Xài sữa rửa mặt trà xanh. Trà xanh của Hàn Quốc 35.000. Kem da tay cho chị Cẩm Linh, Tô Diễn Thúy. Áo ngực trắng giờ em không bán được đâu, không có phải. Đây còn có hai luôn, qua thứ hai mới có hàng lại nha. Sữa rửa mặt trà xanh nè, kiềm dầu ngăn ngừa mụn luôn, dành cho da nhờn á nè. Cái này là 35.000, xài sướng lắm. Còn có hai tiếp vào thứ hai em mới về lại. Bây giờ là hiện tại là hết nhiều món nha.
chiều thứ hai mới có lại. Xét vớ cho hoa lương nè. Cái này là sữa rửa mặt trà xanh 35.000, còn 2 tiếp à. Ôi cái máy lên không được chị. Xét vớ cho Hạnh Ngọc. Không, cái em không có đợi nha. Tại vì cái áo ngực bên em là không biết còn hay không. Tại vì em không có biết là có hàng hay không nha chị, cho nên là không có đợi nha. Tại vì áo ngực là bữa em bán là còn size 40, làm nhớ còn size 40. Không ta, hay là còn cái gì không có nhớ nữa. Nói chung là em chưa có bán áo ngực đâu, đừng có đợi em nha. Quần Tây Nam bây giờ em không lên được nha. Chị Nho Nguyễn là lấy sữa rửa mặt trà xanh. Còn tiếp nữa thôi. Chị nào lấy nếu mà may gửi liền thì còn một tiếp nữa thôi. Còn thứ hai thì hàng về rồi thì ok thoải mái. Tô Diễn Thúy là lấy sữa rửa mặt trà xanh luôn nha. Tắm gọi bé có. Tắm gọi bé thì giờ còn đỏ nha. 70.000 cha. Của Thái cái hiệu đồ đi người ta ok lắm. Cái hiệu đồ đi này là xài khá là ok. Tắm gọi luôn. Con gái em xài từ nhỏ tới lớn luôn mấy chị. Bé sơ sinh xài được luôn. Tại vì nó không có cay mắt. Nó không có cay mắt. Một chai vậy à. Nhiều ml quên mất tiêu à. 70.000. Dầu nóng Hàn Quốc 85.000. Cho đây đổi chốt nha. Dầu lạnh 39.000 có luôn. Tony nè. Hàng của Thái 400ml cái mùi này thơm. Còn đỏ thôi nha. Tắm gọi bé là 70. Rẻ không? Cái này nó thơm lắm mà nó không cay mắt. Tắm là gọi luôn. Tắm gọi. Ok hết luôn. Cái này mà mới về mà bán gần hết rồi. Tại vì hôm nay em không có bán. Hôm nay em không có bán nè. Chị nào lấy chốt luôn nha. Sữa mặt trà xanh chị mấy chị chốt thì qua thứ hai em mới giao nha. Cái món nó thiếu thì qua thứ hai thì em bỏ vô đơn cho mình nha. Chị Hạnh Ngọc với Bửu Hoàng Trần. Cái này là trà giúp cá. Nó là một cái loại trà thải độc. Uống rất là tốt luôn. Giải độc thải độc gan luôn mấy chị nha. Ai mà làm việc trong cái môi trường hay ô nhiễm hay mệt mỏi đồ này kia hay là uống rượu bia nhiều uống này nó tốt lắm. Uống cái này á là nó gọi là trà thải độc luôn á. Em làm uống cái này mỗi ngày luôn. Em uống cái này mỗi ngày luôn á. Trà diếp cá của Nhật. Không có mùi tanh nha, không có mùi gì hết. Dễ uống lắm, ngày nào em cũng pha một tối uống, uống rất là mát. Nóng trong á mấy chị, bụng nhọt rồi đó. Uống này tốt lắm nè. Trà diếp cá, một gói lớn là 135.000. Nó sẽ có 60 gói túi lọc ở trong. Mình chế chín sôi mình uống, cái này mấy chị uống rất là tốt luôn. Rồi lấy lên trà giúp cá nha. Cái này bán gần hết rồi. Nó từ trưa giờ gần hết rồi. Phương Minh là lấy một chai tắm gọi bé nha. Rồi chị nào lấy này lên nha. Cái này em bán gần hết rồi. Hàng của Nhật uống rất là tốt luôn. Còn gì chị lên ta. Dưỡng mi mấy chị. Dưỡng mi, hàng xịn. Mấy chị dưỡng cho lông mi mấy chị á. Nó mọc dài hơn, nó dày hơn. Nhìn con mắt mấy chị nó đẹp hơn, nó sâu hơn. Nè mấy chị thấy Ấn Độ. Trời lông mi dài đẹp quá trời luôn nè. Dưỡng mi loại tốt loại xịn nha. Cái cây này em lấy rồi. Tại em thích cái này lắm nè. Cái này nè. Đó, tối trước khi ngủ á, tối trước khi ngủ mình thoa mỹ phẩm rồi xong xuôi hết rồi bắt đầu mình dưỡng mi mình đi. Nó rất là dễ chuốt. Rồi mình lấy mi trên mi dưới luôn. Nó mi trên mi dưới luôn để cho kích cho lông mi nó mọc dày hơn và dài hơn. Lông mi mình ít nè, lông mi thưa nè, rồi hay là gắn lông mi nhã nhiều quá rồi làm cho lông mi nó yếu á thì mình lại nó dưỡng mi, nó dưỡng cho lông mi mình, nó kích cho lông mi nó mọc dài hơn và dày hơn thì nhìn mắt mấy chị á nó sẽ sâu và đẹp hơn đúng không? Rồi cái mình đi đâu mình chỉ cần là mascara cái là đẹp thôi. Đây, không có còn gắn lông mi giả. Cái này chai mã dưỡng mi 59.000 nha, cái loại này loại xịn đó. Dưỡng mi 59.000, chịu khó. Cái này nó ghi nè. Before after nè, đó before không có miếng lông mi nữa, sáng sáng à. After nó dài lắm chị thấy không? Lên mã kêu là dưỡng mi nha, dưỡng mi thì còn ít lắm, dưỡng mi còn xịu. Xong cái này em nghỉ nha, xong cái này em nghỉ để cho mấy chị ngủ tại gần 11 giờ rồi. Gần 11 giờ rồi mấy chị ơi, ngày mai còn làm việc mà. Ủa ngày mai đâu có làm việc phải không? Ngày mai chủ nhật thì em vẫn làm. Ngày mai thì em chỉ có live ban ngày thôi nha. Ngày mai em live ban ngày, ban đêm em không có live. Ngày mai thì tối em nghỉ nha mấy chị nha. Cho nên là ngày mai trưa mấy chị vô, mấy chị ráng vô lựa nha. Trưa mai thì em có live đồ ton đó. Đồ bộ ton cho bé và người lớn luôn. Đã không? Có đầm nữa. Đồ bộ ton hàng xóm với nhà ton kiểu ton xuất khẩu, cái giống y chang ton xuất khẩu bữa bán luôn. Trưa
Trưa Mai. Trưa Mai là có đùi lửng dài luôn mà hàng cũng có size luôn, là tone người lớn chứ lại tone em bé, tone em bé là size bự luôn, size từ hình như 20kg hả ta, hay là 18-20kg vậy, cho tới 40-45kg luôn là cho em bé đó. Trưa Mai nhớ vô lụa nha, có gì sáng đăng giờ like cho mấy chị nha. Rồi em nghỉ nha mấy chị ơi, cảm ơn mấy chị rất nhiều, mai gặp lại nha, bye bye mấy chị. Chào cả nhà đó. Cả nhà giúp tôi like chấm giùm em ha. Cái này like xả nha mọi người. Mai xả ha. Nay út đi vắng rồi nên em lên thay. Chào chị Nguyễn Thị Thu, đang Nguyễn Thu Hương, hàng đi siêu tóc gửi qua nay. Ôi giời, nhanh dữ rồi chị. Đúng là thời kỳ nó ế ẩm. Nên tôi làm nhanh. Cái lúc mà mình cần, cái lúc mà đắt hết mình cần ghi gúng thì nó đi rất là chậm ha. Mà lúc này thì hả, nó đi rất là nhanh luôn. Em chia sẻ một chút xíu thôi. Mọi người vô, mọi người chấm tương tác giùm em ha. Này bên trang nào vậy? Ồ, nhanh dữ chị ha. Nhanh dữ. Đây là Hà Nội mà bên chị là xa mà. Ở ngoài gì nhỉ? À, chị Nguyễn Thu Hương ở đâu ạ? Cái gì? Chị Nguyễn Thu Hương ở đâu nhỉ? Tết mà nó đi nhanh vậy thì mình mừng lắm á. Không, nhưng mà bây giờ tại do là có nhiều công ty quá, nhiều bên giao hàng quá nên là bây giờ họ cũng phải thay đổi rất là nhiều. Thái Nguyên đó hả? Ôi Thái Nguyên mà đi nhanh dữ vậy. Thái Nguyên là quá nhanh luôn chị ạ. Hà Nội là nó cách Hà Nội tới 80 cây thì thường thường Hà Nội là nhiều khi nó đi đường bay đi thì nó còn tới nơi thì nó còn ra cho mình thì nhanh vậy. Còn đây Thái Nguyên là còn phải cách tới Hà Nội nữa. Nhanh kinh khủng. Có khi nào mà khi mình kiểm hạ đâu mình nhận hàng nhanh quá mình lại suy nghĩ không biết có phải bên mình lấy không. Mà nhanh thiệt ạ. Cả nhà tôi coi like chấm tương tác giùm em hả. Sao mập
Chào chị Lê hả? Chào chú Linh. Rồi lên luôn nha mọi người ơi, lên luôn hả? Hôm nay em lên là em chỉ có xả hàng thôi cả nhà, xả hàng thôi. Nên mọi người hôm nay có tiền thì săn hàng với em nha. Hàng sale, hàng chợ, hàng xưởng gì đó, hàng xưởng, hàng tốt gì đó. Em ơi, Bình An chiếc Zalo của em đó nhỉ. Cả nhà giúp quay like, cả nhà chấm tương tác dùm ha. Bữa nay sale cho mọi người luôn. Còn một ghi
còn một gì à? Thay cho mọi người giá 30 ngàn luôn. 30 ngàn nha mọi người. Trời ơi, em đồ này đầu tư dêm phát đấy mùa nào ấy. Ở cái cũ đấy. Có túi là hoàng như cả nhà. Hàng rất là đẹp luôn. Vải dày dặn ha. Hàng 4 chiều dày dặn. Xây cho mọi người giá 30 ngàn. Hàng này phải 37 ngàn nha mọi người. Bữa nay em xây cho mọi người giá 30 ngàn luôn. Trước 30 ngàn. Mixi ha. Hàng này hàng xây đại. Xây đại mà sale 30 ngàn là quá rẻ rồi á. Nói chung là bữa nay em lên là em ngồi em sale không à. Cả nhà coi like. Cả nhà coi like, cả nhà chấm tương tác giùm em á. Mọi người cháu hàng sữa hết đi, lát lên hàng shop cho chị tâm sale luôn. Hàng sữa còn ít mà. Gần hết hàng sữa rồi, bởi vì hàng sữa không cắt kịp á. Phẩm cách năm nay hả? À, Bình An. Lát lên hàng 55 và tâm sale vào 25-35. Cảm ơn chưa hết. Mọi người coi like em mà không coi like, em like mà mọi người không coi like là uổng lắm ấy. Em mà sale không. Mọi người thế ạ? Ôi, chứ mọi người chốt đi mọi người ơi, đại mà tâm sale còn 30. Sale mà sale cơ đó đó. Hàng bán sốt à, ok không chị. Nói chung là hàng này là hàng xưởng. Nó ở cái mức mà nếu mà bán sốt thì mọi người phải bán làm sao. Mọi người bán ở ngoài câu like thôi. Câu ở ngoài thôi. Như là câu 100 ngàn 3 bộ á. Bởi vì thực ra hàng này nó là hàng cô tông 100%. Chứ nó không phải là hàng vải. Nó không thể nào mà ok. Đại Hồng Thiên Phúc hết rồi. Đại Hồng Thiên Phúc chị hết rồi hả chị. Hàng TT cái nào lỗi em gửi trả nha. Ok. Đã nói là bao mà hàng lỗi thì đâu, hàng trộn thì chỗ nào cũng phải có hàng lỗi. Hả? Rồi cái này màu xám. Còn XT phải không? Xem cho mọi người giá 22 ngàn. Màu trắng nha mọi người, máy bay, in máy bay này. Quần bé trai, size từ 1-8. Đại Hồng thì hết hạ chị, xíu hơi Đại Hồng hết chị, em còn một ly à? Liễn. Xem cho mọi người 22 màu trắng này, 22 màu trắng. Em nghe chị.
nhắm từ đâu đó à? Lạ vậy ạ? Vậy là mạng của chị bị chậm rồi. 55 ngàn. 55 ngàn hả? 17 với chị Thiên Phúc. 17 là cái này này. Cam hồi nãy á. Ờ, cam. 855 cho mọi người. 855 hàng hàng cồ nha, hàng size cồ. Hàng cái này là size nhỏ đó. Còn cái size to hơn nữa. Size cồ 55 này. Còn cái size 19 đó, size 19. Cái này mới là cái size, chỉ là cái size 14 thôi. Rồi cái này là hàng full kit nha mọi người, hàng full kit ha. Hàng full kit và size của nó là từ 1-8, riêng của nó. Xem cho mọi người giá này. Xem cho mọi người giá 39 ngàn đi. Em theo cái này 39 ngàn đấy mọi người ha. 39 ngàn này. Bộ 39 ngàn đấy mọi người ơi. Size nhí từ 1-8 nha. Form cực kỳ lớn luôn. Hàng quần lửng như vậy. 39 á. Hàng này 57 ngàn. Xem cho mọi người giá 39 ngàn. Hàng 3 bán sốt nha mọi người. Đó, vải 4 chiều 100% cô tông. Hàng chuẩn nha. Mai là út mà lên 39 một cái là em chửi dầm thật luôn á. Từ từ đó.